chương 883, điên cuồng hấp thu, cũng không sai biệt lắm. Thần Dương nhìn hai mắt đỏ như máu của Đỗ Thanh Dương, tự lẩm bẩm một tiếng. Gã vừa mới dứt lời, già la huyết trận quả nhiên lại nổi lên ít biến hóa. Theo một trận âm thanh nhẹ vang, vòng xoáy huyết sắc bao phủ huyết trận đang xoay tròn bỗng nhiên ngưng lại một cái, tiếp đó chợt đảo chiều. Huyết khí lúc trước chảy vào trong cơ thể Đỗ Thanh Dương, nhanh chóng theo hai lỗ khảm rãnh máu, chảy ngược trở về hàn lập bên này. Huyết tương đậm đặc trong hố lõm dưới thân, sau khi huyết khí này chảy vào, nhanh chóng sôi trào lên. Hàn lập cảm thấy thân thể dường như bị đốt cháy, da rẻ cả người biến thành màu đỏ, cả người nóng ran vô cùng, trên người liền nứt ra giống như đường vân trên mai rùa, bắt đầu hiện ra từng vết sáng đỏ như nham tương. Huyết dịch vốn chỉ bao phủ nửa dưới thân người hắn, theo đó lan tràn lên, trước lan đến ngực, tiếp đó lên tới cổ, cuối cùng bao bọc cả người hắn vào trong, hóa thành một huyết sắc đại kén. Cỗ khí huyết này đột nhiên tràn vào, còn mang theo lực lượng tinh thần của Đỗ Thanh Dương và năm người kia, năng lượng ẩn chứa trong đó quá mức khổng lồ, nếu không có thần thông tiên linh lực phụ trợ, thân thể Hàn Lập làm sao có thể tiếp nhận. Hống, từng tiếng gầm nhẹ mơ hồ không rõ từ trong huyết kén không ngừng truyền ra. Hàn Lập cảm thấy từng cỗ lực lượng không ngừng xông loạn trong thân thể mình, khiến cho tứ chi bách hài, thậm chí cả kỳ kinh bát mạch phồng lên, đầu lâu cơ hồ muốn vỡ tung ra. Loại đau đớn này, so với lúc rèn luyện trong hoán cốt lôi trì cũng không kém bao nhiêu. Lúc này Hàn Lập không cho phép suy nghĩ gì nữa, chỉ theo bản năng miễn cưỡng duy trì một tia thần niệm còn sót lại trong thần thức, bảo vệ thức hải, tránh để hoàn toàn mất đi ý thức. Thời gian trôi qua từng giờ từng phút, Hàn Lập cắn răng chịu đựng, những người khác cũng đồng dạng như vậy. Cho tới bây giờ, Đỗ Thanh Dương cũng vẫn cố gắng chịu đựng, không cam lòng buông tha. Gã cũng giống vậy cắn răng kiên trì, chờ Hàn Lập không nhịn được bảo thể mà chết. Đến lúc đó gã liền có cơ hội thu về lực lượng huyết mạch vốn thèm thuồng đã lâu chỉ cần mình chống đỡ đến lúc đó tên thần dương kia dám can đảm phản bội ám hại mình nhất định phải chết so với tên lệ phi vũ này còn thê thảm hơn thần dương đã sớm mang giải đạo nhân lui về bên vách hang động lúc này sắc mặt y cũng giống vậy âm tình bất định trên trán thỉnh thoảng có mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống trên thực tế y cũng đang chờ chờ hàn lập bạo thể mà chết tạo ra cỗ oanh tạc to lớn dưới cổ lực lượng này mấy tên đội trưởng không cần phải nói nhất định chính là kết quả chết không toàn thây còn đỗ thanh dương Mặc dù chưa hẳn sẽ chết tại chỗ, nhưng nhất định sẽ bị thương nặng, khi đó còn không phải mặc cho y xử trí. Có điều, chính bản thân Hàn Lập, còn có Đỗ Thanh Dương, biểu hiện hôm nay cùng sức nhẫn nại, làm cho y có chút tâm thần không yên. Hôm nay y hành động như vậy, hiển nhiên đã dốc toàn lực, một khi thất bại, kết quả chờ đợi y là cái gì, y không muốn suy nghĩ, cũng không dám nghĩ tới. Mà thần sắc trên mặt giải đạo nhân vẫn không chút gợn sóng hay sợ hãi, thậm chí ánh mắt nhìn về phía trước có mấy phần trống rỗng tựa hồ hết thảy trước mắt không quan hệ gì đến gã cũng không biết đang suy nghĩ cái gì theo trung tâm huyết sắc đại kén bành trướng lớn lên hàn lập ở trong đó thân hình cũng theo đó phồng lên cả người giống như bị thổi đầy khí vậy phồng lớn lên gấp bội tựa hồ một khắc sau hắn không nhịn được sẽ nổ tung lên nhưng vào lúc này chính giữa huyết lực cuồng bạo từng đạo hư ảnh chân linh lần nữa nổi lên cũng không trốn ra bên ngoài mà từng đầu dung nhập vào trong cơ thể hàn lập không tốt đã xảy ra chuyện gì Từng tiếng kêu vang lên, bốn tên đội trưởng bị già la huyết trận bám vào vững chắc, khi huyết cả người lúc này bắt đầu điên cuồng rót ngược lại, chạy tới hướng hàn lập bên kia. Chỉ chốc lát sau, gò má bọn họ bắt đầu hõm vào với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đỗ Thanh Dương ở trung tâm pháp trận thấy vậy, rốt cuộc không dám ôm chút hy vọng nào nữa, nếu tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ gã hút máu không được, ngược lại có khi bị hàn lập hút khô cả người. Ông, chỉ nghe trong miệng gã quát to một tiếng, huyền khiếu quanh thân liên tục sáng lên lốm đốm, so với lúc đầu hiển hiện ra hơn 200 chỗ, rốt cuộc nhiều hơn tới mấy chục, hơn nữa chủ yếu đều tập trung ở vùng eo và trên hai cánh tay. Chỉ thấy gã nâng lên một quyền, đầu quyền hội tụ tinh thần lực kịch liệt, toát ra trận trận ánh sáng tinh thần lóa mắt, đột nhiên đấm xuống tế đàn. Âm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ già la huyết trận, kể cả toàn bộ hang động dưới đất, tất cả đột nhiên chấn động một cái, nhưng không có sụp đổ. Chuyện lần này xảy ra hiển nhiên không nằm ngoài dự đoán của Đỗ Thanh Dương, bởi vì thiết kế trận này ban đầu đã cân nhắc đến công kích bên ngoài có thể làm huyết trận vận chuyển bị cắt đứt, cho nên xây dựng vô cùng vững chắc, cho dù chính là gã cũng không cách nào một kích phá hư được. Chỉ là gã vạn vạn lần không nghĩ tới, thần dương lại đột nhiên phản bội, tự bên trong lặng lẽ sửa đổi huyết trận, để cho trận này vốn tưởng rằng không sơ hở tí nào, ngược lại hôm nay lại khiến bản thân tự mua dây buộc mình. Ông một tiếng vang liên tục, dự âm chấn động lan tràn ra. Một cỗ lực phản chấn cường đại đánh lên, đánh úp về phía Đỗ Thanh Dương, làm thân thể gã đột nhiên chấn động một cái, lui về sau huyết trận một chút. Giữa không trung, Đỗ Thanh Dương lại đánh tiếp một quyền, cưỡng ép cắt đứt liên lạc giữa mình và giả La Huyết Trận. Phốc một tiếng, Đỗ Thanh Dương phun ra một ngụm máu tươi, nơi ngực bị lõm sâu vào, thân thể té ngã ra ngoài, lúc này mới hoàn toàn thoát khỏi huyết trận khống chế. Gã vừa thoát đi, còn lại bốn đội trưởng không người chia sẻ áp lực đại trận, tự nhiên càng không cách nào chống đỡ nổi. Không, một tiếng kêu thảm truyền tới bốn thân người liên tiếp nổ tung, bắn ra bốn đoàn máu tươi đỏ thấm. Đỗ Thanh Dương ổn định lại thân hình, lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn kết quả thê thảm của bốn người kia, trong lòng càng giận dữ tới cực điểm. Thần Dương, nạp mạng đi, trong miệng gã quát lớn một tiếng, không thèm để ý thương thế trên người, phóng qua bên kia. Hổ bệnh sắp chết, lại còn dám hung dữ. Thần Dương thấy vậy, cười lạnh một tiếng, lời nói y tuy ung dung, nhưng thần sắc ngưng trọng dị thường, hai quả đấm nắm chặt, quanh thân sáng lên huyền khiếu, nghênh đón Đỗ Thanh Dương. Ông, bỗng nhiên Hàn Lập bên trong huyết kén phát ra một tiếng thét dài. Toàn bộ lực lượng ẩn chứa bên trong Già La huyết trận bắt đầu cấp tốc co rút lại, điên cuồng nhập vào trong cơ thể hắn. Thân thể hắn bắt đầu cấp tốc bành trướng, cả người nhìn giống như một huyết cầu tròn vo, đường vân mai rùa bên ngoài thân cũng hiện ra rất nhiều vết rách, nhìn sắp vỡ ra. Vậy mà lúc này ngoại trừ giải đạo nhân, ai cũng không chú ý tới, bên trong ngực Hàn Lập bỗng nhiên sáng lên màu xanh lá cây nhìn không rõ lắm. Từng cỗ lực lượng tinh thần cường đại tràn vào trong cơ thể hắn nhanh chóng bị trưởng thiên bình hút vào cuồn cuộn không ngừng, chỉ còn dư lại khí huyết cường đại không ngừng xông phá trong cơ thể hàn lập. Lúc đầu hàn lập vốn đã sắp đánh mất thần trí, lúc này mới cảm thấy lực lượng hầu như muốn làm nứt vỡ thân thể hắn, giảm bớt rất nhiều. Trong đầu của hắn khôi phục thanh minh, chỉ thoáng dừng một chút, sau đó bắt đầu vận chuyển chuyển hết sức phú hóa phi thăng công, điên cuồng thu nạp lực lượng khí huyết và tinh thần đang xông lên trong người nhờ trưởng thiên hút đi bớt lực lượng tinh thần lúc này hàn lập thu nạp không còn trở ngại nữa những lực lượng khí huyết ngoại trừ trên thân năm người đỗ thanh dương hỗn tạp hơn nữa chính là chân linh huyết mạch của hắn cho dù khó khăn rất nhiều nhưng cuối cùng cũng có thể thu nạp thuận lợi chờ hai cỗ lực lượng này bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể thân thể bành trướng của hắn liền bắt đầu chậm rãi co rút lại cùng lúc đó trên hai chân hắn lan tràn qua một tầng bạch quang mông lung từng cỗ lực lượng tinh thần bắt đầu ngưng tụ xuống hai chân hắn Bùm một thanh âm vang lên, một chỗ huyền khiếu trên chân trái bỗng nhiên mở rộng. Ngay sau đó, lại bục một tiếng vang nhỏ, trên đùi phải, lại có một chỗ huyền khiếu đột nhiên mở ra. Sau đó lại liên tục vang lên hai tiếng, trên dưới hai đùi hàn lập liên tiếp có hai huyền khiếu sáng lên hào quang. Đến lúc này, vũ hóa phi thăng công của hắn rốt cuộc đã đại thành, hai chân 18 chỗ huyền khiếu đã quán thông toàn bộ. Giải đạo nhân ở xa xa nhìn xem một màn này, thần sắc vốn đờ đẫn liền hơi đổi trong mắt cũng hiện lên một vẻ khó tin. Huyền khiếu liên tiếp quán thông, đối với Hàn Lập vốn là sự tình đại hỷ, thế nhưng trùng hợp là đến giờ phút này, lại có chút phiền phức. Bởi vì vũ hóa phi thăng công cũng giống như đại chu thiên tinh nguyên công, một khi tu luyện viên mãn, sẽ không cách nào tiếp tục thúc đẩy huyền khiếu thông suốt, số lượng huyền khiếu cũng liền dừng ở 54 chỗ. Không cách nào thu nạp lực lượng tinh thần và khí huyết, cũng chỉ có thể ứ động tồn tại trong cơ thể của hắn không có chỗ để đi, mà lúc này hai loại lực lượng trong giả la huyết trận cũng đều chưa tiêu hao toàn bộ, đang không ngừng tuôn trào vào trong cơ thể hắn. Thân thể của hắn có thể tiếp nhận được hai cỗ lực lượng khổng lồ không cách nào nói rõ này hay không, vẫn chưa biết được. Bên kia, tiếng nổ vang mãnh liệt, quanh thân thần dương sáng lên hơn 130 đoàn huyền khiếu, nhưng vẫn bị đỗ thanh dương vững vàng áp chế, cốt giáp trắng như tuyết trên người y đã bị nện nứt ra, xuất ra đạo đạo vết rách bắt mắt. Giờ phút này trong lòng Đỗ Thanh Dương cũng không ngừng kêu khổ, thương thế bên trong cơ thể cũng không phải là không nặng, chỉ là bị gã cương ép áp chế, một khi chống đỡ không nổi sẽ lập tức chuyển biến xấu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Âm một âm thanh lại vang lên lần nữa, trên cánh tay Đỗ Thanh Dương dày đặc huyền khiếu, nhao nhao sáng lên hào quang, một quyền đánh tới, đập vào hai tay đang giao nhau đón đỡ của thần Dương, vang lên một tiếng kết thanh thúy. Hai cánh tay thần Dương lập tức đứt gãy, toàn bộ cơ thể bị cỗ đại lực này nện bay ra ngoài, lăn trên mặt đất mười mấy vòng, ầm ầm đâm vào vách tường hang động, rớt xuống dưới, tay y chống lên mặt đất, nhịn không được phun ra một ngụm máu lớn. Sớm đã thấy tiểu tử ngươi về sau sẽ phản, quả nhiên, chẳng những dấu kín thực lực chân chính, lại còn mưu toan hại ta, thật là đáng chết. Đỗ Thanh Dương không có lập tức đuổi theo, mà đứng nguyên tại chỗ âm thầm áp chế thương thế trong cơ thể, nhìn Thần Dương, lạnh giọng nói ra: "Ha ha, tại hạ có chết hay không, chỉ sợ hôm nay đã không còn do thành chủ đại nhân ngươi làm chủ a." À. Thần Dương lau vết máu trên khóe miệng, cười lạnh nói: "Chương 884, báo thù, bớt nhiều lời đi, mau nhận lấy cái chết." Sắc mặt Đỗ Thanh Dương trở nên dữ tợn, quát to một tiếng. Chưa dứt lời, bất ngờ huyền khiếu dưới hai chân lão tỏa sáng lên, hai chân lão đạp mạnh xuống dưới đất, lập tức cả người mơ hồ một cái, giống như thuấn di, từ ngay tại chỗ biến mất không thấy đâu. Trong nháy mắt, bên tai Thần Dương vang lên một tiếng thét lớn, từ đó hiện ra hai ngón tay như một thanh chủy thủ sắc bén đâm về phía huyệt thái dương của gã. Sắc mặt thần dương thay đổi, căn bản không kịp phản ứng gì, chỉ có thế dựa vào bản năng mà né qua một bên. Nhưng đỗ thanh dương nào buông tha cho gã, bộ pháp dưới chân liền biến đổi, cả người theo sát bên gã, ngay chính giữa đốt hai ngón tay của lão, không ngờ đều có huyệt huyền khiếu phát sáng lên, bên trong đó ẩn chứa một cỗ lực lượng cường đại, đâm thẳng vào huyệt thái dương của thần dương. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, bất ngờ một tiếng nổ ầm vang lên chợt cánh cửa đá hang động dưới lòng đất ầm ầm vỡ tung tóe một đạo thân ảnh vàng nhạt trực tiếp lấy thân mình phá cánh cửa lao thẳng vào bên trong từ một bên lao tới đỗ thanh dương đang muốn giết thần dương dầm một tiếng âm thanh nặng nề vang lên cả người đỗ thanh dương tựa như bị khối sắt đụng vào cả người bay ra trăm trượng bên ngoài trực tiếp đụng vào vách núi đá rồi rớt xuống lão giấy rụa một hồi mới bỏ dậy được lúc trước lão miễn cưỡng lắm mới áp chế được thương thế nhưng bây giờ lão cũng không cách nào áp chế nó được bỗng nhiên trong miệng lão phun ra một ngụm lớn máu tươi, bắn vương vãi trên mặt đất. Còn bàn tay Đỗ Thanh Dương thì nắm chặt đám máu thịt be bét trước ngực, lão đảo thối lui mấy bước về phía sau, giữa lưng vào vách đá tối đen như mực, từ đó cố gắng chống đỡ cả người lên, hai chân run rẩy dữ dội không ngừng, bộ dáng lão giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Lão ngẩng đầu nhìn về thân ảnh đã phá cửa lao vào kia, trong mắt lóe lên một tia mê hoặc, mở miệng hỏi. Cốt thiên tầm, sao lại là ngươi, ở phía xa xa kia, một thân ảnh màu vàng có dáng người thước tha đang đứng sánh vai bên cạnh thần dương, không phải ai khác, chính là người đứng đầu khu thứ nhất, huyền đấu sĩ cốt thiên tầm. Tại sao không phải là ta chứ? Ta chờ ngày này đã dòng dã ba vạn năm rồi. Hai mắt cốt thiên tầm lạnh lùng vô cùng, đến cái chớp mắt cũng không có, nhìn thẳng vào đỗ thanh dương, trong miệng từ tốn nói ra. Ba vạn năm, cuối cùng ngươi là ai? Đỗ thanh dương lạnh giọng nói, xem ra trí nhớ của ngươi không được tốt, vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ, Ngươi còn nhớ năm đó ngươi ở Huyền Chỉ Thành bắt cóc một nữ tử không? Ánh mắt Cốt Thiên Tầm hơi chấp động, từ từ nói ra. Huyền Chỉ Thành hẳn là sắc mặt Đỗ Thanh Dương trầm xuống. Năm đó cũng chính ở chỗ này, ngươi đã dùng già la huyết trận rút đi huyết mạch chân linh trong cơ thể nàng, cuối cùng khiến cho nàng bảo thể mà chết, ngay cả xương cốt cũng không còn. Cốt Thiên Tầm hít một hơi thật sâu, bờ môi hơi run rẩy nói ra. Nhan Hồng Ngọc, chấm, ngươi là gì của à? Sắc mặt Đỗ Thanh Dương hơi đổi. Mở miệng hỏi, cầm miệng, người dám nhắc tên mẫu thân của ta. Đột nhiên sắc mặt cốt thiên tầm trở nên dữ tợn vô cùng, nổi giận quát to. Trả trách, hơn 6.000 năm trước, ngươi chủ động đến Thanh Dương thành ta, xin được gia nhập vào trong huyền đấu trường, không ngờ là vì chuẩn bị cho ngày hôm nay. Thật sự là kiên nhẫn ha. À. Đỗ Thanh Dương cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Ha ha, vì hôm nay, cho dù chờ thêm 3 vạn năm nữa thì đã sao. Cũng may trời không phụ ta, cuối cùng cũng để ta đợi được cơ hội này ngươi muốn lặp lại chiêu cũ tuy nhiên ta đã sớm âm thầm sắp xếp đám thuộc hạ của ngươi lâu nay vẫn bằng mặt mà không bằng lòng với ngươi cốt thiên tầm ngửa mặt lên trời cười to quát lớn rất tốt xem ra cái chết của hổ bí cũng có liên quan đến ngươi a à. đỗ thanh dương nhìn qua thần dương một chút rồi ánh mắt lại lần nữa nhìn vào người cốt thiên tầm nói ra từng chữ cốt thiên tầm chỉ cười lạnh không nói gì đỗ thanh dương quay đầu một bên phụt một cái lão phun ra một ngụm máu sền sệt rồi mở miệng nói ra, mẹ con các người đã tình thâm như vậy, hôm nay ta sẽ dùng lực lượng huyết mạch mà ả à lưu lại, tiến người xuống minh phủ để gặp ả. À. Vừa dứt lời, bỗng nhiên hai mắt đỗ thanh dương khép lại, hai tay nắm lại, bất ngờ trong miệng quát to một tiếng. Ngay sau đó, chỉ thấy quanh người lão đột nhiên phát ra một mảnh màu sắc lộng lẫy, từ đó nổi lên một tầng lân phiến nhỏ bé rậm rạp vô cùng, ngay khi ánh sáng từ chậu than đá chiếu vào, chỉ thấy nó tỏa ra một lớp ánh sáng ảo ảnh ngụy trang. Giải đạo nhân bị động tính bên này hấp dẫn, liền thoáng rời ánh mắt trên người Hàn Lập, nhìn về phía bên này, lông mày nhịn không được hơi nhíu lại, tự lẩm bẩm huyễn lân thải xa, ngược lại có chút hiếm thấy à. Cốt thiên tầm thấy vậy, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, giống như bị đâm vào chỗ đau vậy, làm nàng trở nên giận dữ vô cùng. Đỗ lão tặc, người muốn chết, trong miệng nàng quát to một tiếng, huyền khiếu dưới hai chân nàng tiếp tiếp sáng lên, cả người nàng hơi nghiêng về phía trước, tư thế giống như là con báo đang tụ lực để săn mồi, bất ngờ bắn nhanh đến, tốc độ nhanh vô cùng, lao thẳng về phía Đỗ Thanh Dương. Ngay thời khắc thân hình cả hai người sắp đụng nhau, chợt cốt thiên tầm nhấc một bàn tay lên, năm ngón tay khép lại như thanh đao, bỗng nhiên đâm về phía yết hầu của Đỗ Thanh Dương. Không biết là do bản thân Đỗ Thanh Dương bị trọng thương nên không tránh kịp, hay căn bản là không muốn tránh, không ngờ lão lại lấy chính cổ họng yếu ớt của mình hứng chịu một kích này. Chỉ nghe thấy một âm thanh va chạm rõ ràng vang lên, vậy mà yết hầu của Đỗ Thanh Dương lại không bị cốt thiên tầm chặt gãy chỉ thấy lân phiến trên cổ họng của lão chợt nổi lên ánh sáng năm màu, yết hầu giống như cái lò xo so co rụt lại, rồi tiếp đó phồng lên, mang theo cỗ lực lượng cường đại mà cốt thiên tầm đánh tới kia, truyền xuống dưới ngực của mình. Trong nháy mắt cả người lão, phảng phất như con mãnh xà không xương, mềm dẻo đến cực điểm, mỗi khối cơ bắp trên người lão đều duy trì tần số rung động giống nhau, cuối cùng mang cỗ lực lượng vô hình kia truyền xuống mặt đất, còn bản thân lão thì không nhận chút ảnh hưởng nào. Động tác này nhìn như dài rằng đẵng, nhưng trên thực tế chỉ xảy ra trong trước mắt lão liền hóa giải một kích dốc toàn lực của cốt thiên tầm cùng lúc đó ngay thời điểm cả người đỗ thanh dương rung động một bàn tay của lão từ bên cạnh vung lên đánh mạnh tới khuôn mặt của cốt thiên tầm cốt thiên tầm thấy thế vội lui ra sau một bước rồi nâng một quyền đánh tới lão lúc này huyệt huyền khiếu trên cánh tay của nàng cũng đã sáng lên lúc nha lúc nhúc một cố kình cương vô hình cường đại từ đó tràn ra ngoài trong nháy mắt đã phá nát ống tay áo của nàng lộ ra một cánh tay trắng như tuyết có chút nhỏ bé trên cánh tay này từng cuộn cơ bắp hơi gồ lên lộ ra hết sức rõ ràng khiến cho người khác nhìn vào liền cảm giác trên đó mang theo cỗ lực lượng cường đại vô cùng mạnh mẽ trong chớp mắt quyền trưởng đụng vào nhau đột nhiên một tiếng nổ tung vang lên kéo theo đó là một cỗ lực lượng trùng kích cường đại từ giữa cả hai tỏa ra đỗ thanh dương giống như con máng xà rung động bắp thịt toàn thân mang theo cỗ lực lượng đó chuyển xuống dưới mặt đất tuy vậy thân thể cũng không tự chủ được lui về phía sau lão lấy chân đạp mạnh vào vách đá sau lưng mới có thể ngừng lại được còn cốt thiên tầm thì trực tiếp bị cỗ lực lượng này va vào khiến nàng văng ngược ra bên ngoài nặng nề đập vào vách núi đá gần đó ầm ầm mảnh lớn đá vụn từ trên vách núi đổ sụp xuống vùi cả thân hình nàng vào bên trong thần dương thấy vậy sắc mặt cũng không nhịn được trở nên khó coi vốn gã tưởng là sau khi đỗ thanh dương chịu huyết trận cắn trả chắc hẳn sẽ bị thương nặng mới phải không ngờ đối phương lại còn chiến lực cường hãn như vậy thần dương ngày thường ta không đối xử tệ bạc với ngươi, sao ngươi lại đối xử ta như vậy? Bây giờ, sẽ đến phiên ngươi, Đỗ Thanh Dương đảo mắt, nhìn về phía thần Dương, cười lạnh nói. Hốc mắt của lão dần bắt đầu hiện ra từng tơ đỏ sập, vốn nửa bên gương mặt lão đã xấu xí, bây giờ càng thêm trở nên vặn vẹo dữ tợn. Vừa dứt lời, cả người Đỗ Thanh Dương liền lao tới, bóng người lão như lôi điện, bất ngờ hiện ra trước người thần Dương, một trưởng dơ lên chụp vào ngực của thần Dương. Cả người thần Dương lóe lên, khó khăn lắm mới tránh ra được, cốt giáp trước ngực gã lại bị ngón tay của Đỗ Thanh Dương xẹt qua, lưu lại mấy dấu vết cực sâu. Thần Dương còn chưa kịp kinh hãi xong, cả người Đỗ Thanh Dương lại kéo duỗi dài ra, như một con máng xà quấn chặt lấy eo của gã, một cảm giác trơn nhẵn lạnh lẽo, cùng với một cỗ lực lượng siết chặt đến cực điểm truyền đến. Song quyền thần dương nắm một cái, trong miệng quát to một tiếng, tất cả huyền khiếu trên người đều tỏa sáng lên, bên ngoài cơ thể gã tỏa ra một cỗ lực lượng dao động mạnh mẽ, ý đồ muốn kéo tách đỗ thanh dương từ trên người gã ra thế nhưng cả người đỗ thanh dương chỉ hơi thả lỏng một chút rồi lại lần nữa mạnh mẽ trói chặt cùng lúc đó cái miệng của lão chợt hé ra vậy mà khóe miệng của lão giống như vỡ ra cả cái miệng như được mở rộng ra mấy lần giống như biến thành miệng của một con mãng xà bất ngờ cắn xuống đầu của thần dương thần dương ra sức vùng vẫy nhưng căn bản không làm được chuyện gì chỉ có thể nâng một tay lên ra sức đánh tới cái miệng của đỗ thanh dương đang định lao tới cắn xé ngay lúc gã sắp bị hóa thân huyễn lân thải xà cắn vào đầu, thì trong đống đá vụn dưới vách núi đá đối diện, bỗng nhiên tỏa lên ánh sáng trắng như tuyết, rồi vang lên một tiếng nổ to, khiến cho đám đá vụn nổ tung ra ngoài. Từ đó thân ảnh cốt thiên tầm vọt mạnh ra, nàng liền đưa tay xuống hông mình khẽ kéo ra một sợi bạch cốt tích liên đang quấn lấy eo của nàng, nó như con linh xà uốn lượn bắn tới, đâm thẳng về phía con huyễn lân thải xà kia. Bang, một tiếng sắc bén vang lên, ngay mũi nhọn trên bạch cốt tích liền có đoạn xương cốt hình tam giác lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đâm vào trên mặt của Đỗ Thanh Dương, liền kéo theo đó một chuỗi tia lửa màu đỏ sậm. Không ngờ gương mặt Đỗ Thanh Dương không có chút tổn hại nào, chỉ là cái đầu lão bị cỗ lực lượng này tác động mà lệch thoáng qua một bên, chợt cắn lên bờ vai của thần Dương một cái, trong miệng lão mọc ra răng nanh cũng theo đó đâm thật sâu vào trong xương bả vai của gã. Cốt thiên tầm thấy vậy, sắc mặt biến đổi không ngừng, nhưng vẫn không chịu từ bỏ, mũi chân liền di động một cái, bay tới cổ tay nàng rung lên, sợi bạch cốt tích liên kia liền lập tức len keng rung động kéo dài chừng 10 trượt, rồi từng khối xương trắng phía trên nhanh chóng co vào, hóa thành một thanh bạch cốt trường kiếm dài chừng 4 thước. Chỉ thấy huyền khiếu cả người nàng đều sáng lên, cơ bắp trên hai tay nàng cũng gồ lên, đồng thời hai tay cầm kiếm, cả người nàng giống như con phi yến, xoay mấy vòng ở giữa không chung, vận dụng sức mạnh cả người đến cực hạn, chém mạnh vào đầu của Đỗ Thanh Dương. Vù vù, một tiếng gió gào thét vang lên, dường như kèm theo đó từ trong hư không xuất hiện ra một đường vết sách. Phốc một âm thanh vang lên, bạch cốt trường kiếm chém mạnh vào mặt của Đỗ Thanh Dương, kéo theo là dòng máu đỏ thầm chảy ra. Mũi kiếm thấm máu phá vỡ làn da của Đỗ Thanh Dương, chém vào xương sọ của lão, trung quy cũng không thể một kích lập công, chặt đứt đầu của lão được, hơn nữa nó lại bị cắm ở bên trong xương cốt của gương mặt lão. Cốt thiên tầm thấy thế, con người co rụt lại, đáy lòng không khỏi hiện lên một cảm giác vô lực, hầu như nàng đã dùng hết sức cho một kích này, vậy mà cũng không thể giết chết được Đỗ Thanh Dương. chương 885, đều có mục đích riêng. Tiểu nha đầy, bây giờ ngươi đã biết lực huyết mạch của mẹ ngươi mạnh đến mức nào chưa? Đáng tiếc, ngươi không thể thừa kế được, nếu không ngươi có thể sống lâu thêm một chút, tiện thể để cho ta hút thêm một phen, ha ha. Đỗ Thanh Dương khẽ buông bả vai thần Dương, càn rỡ cười to nói. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, thần Dương bị thân thể Đỗ Thanh Dương quấn quanh, sau khi thân thể y được buông lỏng một chút, trong mắt thoáng hiện lên vẻ độc ác. bất ngờ y nâng cánh tay phải lên, ngón tay xếp lại như đao đâm thẳng vào kẻ trước mặt. hơn hai mươi huyền khiếu trên cánh tay của y sáng lên từng cái, mỗi một chỗ phát ra ánh sáng chói mắt như mặt trời, ở giữa còn tỏa ra sức nóng như lửa. chỉ nghe một tiếng phốc vang lên, huyết quang ở eo đỗ thanh dương hiện ra, vậy mà lại bị đâm thủng. cánh tay phải của thần dương sắc bén như dao, giống như một thanh bạch cốt trường kiếm nhưng chỉ đâm vào cỡ một đốt ngón tay không thể đâm sâu hơn nữa hừ hồ đồ ngu xuẩn đỗ thanh dương nhìn xuống vết thương trên người hừ lạnh nói ra nhưng gã chưa kịp dứt lời một tiếng nổ bành vang kên tiếp đó là từng đợt tiếng bành vang lên không ngớt thần dương đâm cả cánh tay phải của mình vào thân thể đỗ thanh dương bên ngoài huyền khiếu liên tục chớp động bạch quang lại vỡ ra tứ tán khiến cho eo đỗ thanh dương nổ tung huyết nhục mơ hồ biến thành một cái lỗ lớn đỗ thanh dương gào thét lên đầu gã ngẩng lên, miệng đầy máu há to ra, máu đỏ không ngừng chảy ra từ miệng. Gã vô cùng tức giận cắn xuống thần dương, thương thế trong cơ thể gã không cách nào áp chế được, thải lân lập lòe bất định, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Sắc mặt thần dương kinh hãi, hốt hoảng dùng cánh tay trái còn lại của mình chắn trước người. Vù, lúc này, một đợt tiếng gió gào thét vang lên, một thân ảnh từ đằng xa mơ hồ nổ bắn tới, hiện ra một bóng người cao lớn toàn thân đẫm máu. Bất ngờ hắn nâng lên một quyền, cánh tay không ngừng nổ đoàng đoàng đoàng, mười mấy huyền khiếu sáng lên, nện mạnh xuống bạch cốt trường kiếm của cốt thiên tầm đang kẹt lại trên mặt đỗ thanh dương. Âm một tiếng vang thật lớn, cốt thiên tầm cảm thấy cánh tay dường như chết lặng, không cách nào cầm nổi trường kiếm đành buông tay ra, cả người bị đẩy bay ra ngoài. Mũi kiếm bạch cốt cắt ngang qua, không hề bị xương cốt cản lại. Chỗ cổ đỗ thanh dương tỏa sáng thải lân, thình thình vỡ vụn ra, đầu gã cũng bị phân thành hai nửa, rơi từ vai thần dương xuống phát ra một tiếng vang nặng nề tiếp theo mũi kiếm bạch cốt lóe lên đâm vào vị trí đan điền dưới bụng xoắn nát nguyên anh gã trong đó đột nhiên hai mắt thần dương trợn lên nửa mặt bị huyết tương và uế vật bắn vào cả người cứng ngắc tại chỗ tay trái còn duy trì tư thế chắn trước mặt không hề nhúc nhích biến cố này phát sinh nhanh đến mức kỳ lạ không chỉ gã mà ngay cả cốt thiên tầm cũng sững sờ ngay tại chỗ mấy hơi thở sau nàng quay đầu lại nhìn bóng người toàn thân bị huyết tương bao phủ kia trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khiếp sợ người mà nàng vốn cho rằng là vật hy sinh chắc chắn phải chết, đó là lệ phi vũ. Đương nhiên cũng chính là Hàn Lập, càng khiến nàng kinh hãi hơn là lúc này 72 huyền khiếu trên người Hàn Lập đều sáng lên. Hàn Lập ngoại trừ tu luyện đại chu thiên tinh nguyên công và vũ hóa phi thăng công ra được 54 chỗ huyền khiếu, giờ trên hai cánh tay lại xuất hiện thêm 18 chỗ huyền khiếu mới tinh. Đại lực kim cương quyết, sao có thể chứ? Cốt Thiên tầm nhận ra vị trí huyền khiếu trên cánh tay của Hàn Lập, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin được không kìm chế được kinh hãi kêu thành tiếng. Thời gian bọn họ trao đổi công pháp cách đây không lâu, làm sao người này có thể tu luyện đại lực kim cương quyết đại thành, đã thông toàn bộ 18 chỗ huyền khiếu. Chẳng lẽ là vì già la huyết trận, cốt thiên tầm nhìn hàn lập cả người đầy máu, thân sắc do dự, nhưng không có cử động nào khác. Lúc này, thần dương cũng khôi phục lại thần sắc, người khẽ run lên rồi nhanh chóng khôi phục lại như thường. Giờ đỗ thanh dương đã chết, tự nhiên không cách nào trói buộc gã được nữa, đợi khi gã chậm rãi đứng kênh, Thân hình Đỗ Thanh Dương phía trước ngã xuống hoàn toàn, ngay vị trí khảm trên bạch cốt trường kiếm cũng liên tục vỡ vụn ra. Ba người, ai cũng nhìn đối phương một cái, trong nhất thời tất cả đều trầm mặc xuống, không ai có cử động gì. Bất kể là tình nguyện hay không, bọn hắn cũng xem như đã hợp lực mới chém chết Đỗ Thanh Dương. Một lát sau, Hàn Lập vẫn có cử động trước, "Nếu có thể, ta không muốn lại chém giết cùng các ngươi." Hắn lui về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với hai người, nói ra, Thần Dương và Cốt Thiên Tầm đồng thời lui về sau một bước, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Lệ đạo hiếu, ta cũng có ý này. Cốt Thiên Tầm đáp rất nhanh. Hai vị, vừa rồi chúng ta xem như chung sức hợp tác một phen, mới có thể sống sót, vậy thì huynh nên tự tàn sát lẫn nhau. Trên mặt thần Dương lộ ra vẻ tươi cười cứng ngắc, nói ra. Dứt lời, gã lấy trong lòng ra một hộp đá màu đen, từ trong đó lấy ra một viên đan dược màu đỏ như máu rồi nuốt vào, chỉ thấy chỗ miệng vết thương ở cánh tay đẫm máu kia lộ ra xương trắng bị gãy máu và linh quang màu trắng đan sen hội tụ lại vô số mầm thịt trong linh quang điên cuồng sinh trưởng trong nháy mắt sinh ra một cánh tay phải hình dáng sơ bộ không biết thần dương lấy từ đâu ra một khối da thú bao bọc lại cánh tay nhìn như mới sinh ra này cuối cùng đã xảy ra chuyện gì hàn lập đưa tay lau sạch huyết tương trên mặt mở miệng hỏi lệ đạo hiếu việc này còn chưa rõ sao chuyện này là ta và thần dương đội trưởng không nên nói là ta và thần dương thành chủ mưu đồ liên thủ nhưng không ngờ cuối cùng vẫn phải dựa vào lệ đạo hữu mới giải quyết dứt khoát giết được hắn cốt thiên tầm cười nói nói như vậy chất lỏng màu đỏ trong bình mà lệ mộ uống vào cũng là do các ngươi để lại hay sao trong lòng hàn lập khẽ động bất động thanh sắc hỏi xem ra hai người cốt thiên tầm và thần dương một người vì báo thù một người vì chức thành chủ mượn cơ hội ở già la huyết trận mà động tay động chân để diệt trừ đỗ thanh dương kết quả lại để xảy ra sai sót khiến cho mình nhờ họa được phúc một lần hành động cắn nuốt khí huyết và tinh thần lực của đám người đỗ thanh dương làm cho thân thể chi lực của mình tăng mạnh lên hoàn toàn chính xác là ta đưa đấy nhưng mà lệ đạo hữu yên tâm cái bình kia bất quá là thai máu cuồng huyết lân thử chỉ ngưng luyện một ít đủ để hấp thu huyết mạch trong cơ thể đạo hữu giúp nó cuồng bạo hơn mà thôi bản thân cũng không có bất cứ tác dụng độc hại gì cốt thiên tầm xin lỗi nói không có tác dụng độc hại lời đạo hữu nói khó tránh khỏi có chút nhẹ nhàng rồi Hàn Lập cười cười lạnh nói, lệ đạo hữu có gì trách cứ nói, ta không còn lời nào để biện minh nữa. Hoàn toàn chính xác, vốn dĩ mục đích ta cho đạo hữu uống vật này là để lợi dụng đạo hữu phản vệ Đỗ Thanh Dương, cũng không có quan tâm đến kết quả đạo hữu ra sao. Cốt thiên tầm thản nhiên nói ra, về việc này, lệ đạo hữu hãy cho ta tạ lỗi trước một tiếng. Nếu ta không mời đạo hữu đến Thanh Dương thành thì chân linh huyết mạch trong cơ thể đạo hữu cũng không bị Đỗ Thanh Dương thèm muốn, tự nhiên cũng không gặp phải một loạt phiền toái như thế này trước đó nhiều lần ra tay với đạo hiếu thật sự là do đỗ thanh dương sai khiến đúng là bất đắc dĩ thần dương cung kính thi lễ với hàn lập nói ra nếu hành động đó đều là bất đắc dĩ chuyện đã đến nước này ta cũng không muốn so đo hàn lập lộ ra vẻ mỉm cười thoải mái nói ra đối với thần dương và cốt thiên tầm hắn tự nhiên nửa điểm cũng không tin trong hoàn cảnh lúc đó hắn chỉ là một con cờ của hai người bọn họ hoàn toàn không đáng để đối phương cố kỵ nhưng bây giờ hai người lại có ý muốn thương lượng với hắn cũng chỉ vì hôm nay bọn họ nhìn thấu thực lực của hắn nên sinh lòng kiêng kỵ mà thôi lệ huynh rộng lượng tại hạ thật lòng khâm phục cốt thiên tầm cười thi lễ nói ra nếu hôm nay xóa bỏ hết hiềm khích lúc trước lệ mỗ cũng không cần ở lại đây cáo từ các vị hàn lập thấy vậy chắp tay về phía hai người định rời đi hôm nay hắc kiếp trùng trong cơ thể hắn còn chưa giải trừ hắn luôn lo lắng cho tính mạng của mình chỉ có cách mau chóng tìm được hắc kiếp thạch mới hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Lệ huynh đừng vội, tuy Đỗ Thanh Dương và bốn đội trưởng thân tín của hắn đã chết, nhưng thế lực còn sót lại vẫn còn khá nhiều, nếu không triệt để khống chế chỉ sợ rằng chúng ta khó mà yên ổn. Lần này ta tự bạo huyền khiếu, cánh tay phải này trong thời gian ngắn xem như bị phế. Do vậy, ta có một yêu cầu quá đáng, thấy Hàn Lập quay người đi, thần Dương vội vàng mở miệng ngăn lại. Thần Dương đạo hữu muốn ta giúp ngươi ngồi lên vị trí thành chủ Thanh Dương Thành hàn lập dừng bước quay người hỏi không sai trải qua chuyện lần này ta mới biết thực lực chân chính của lệ đạo hiếu không ngờ lại mạnh đến vậy nên ta muốn mời đạo hiếu gia nhập liên minh với ta và cốt đạo hiếu đợi đến lúc chúng ta cùng nhau lấy được thanh dương thành lúc đó không còn lo sợ an nguy nữa ngày sau tu luyện cần thú hạch đều được cung cấp đầy đủ hoàn toàn không có gì phải lo lắng thần dương gật đầu nói hàn lập nghe vậy có chút do dự sau đó trầm mặc suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói muốn ta giúp ngươi cũng được nhưng ta có hai điều kiện người phải đồng ý nếu không thì không cần bàn nữa mời đạo hữu nói lông mày thần dương lơ đã nhíu lại một chút nói ra trước khi tiến vào huyền đấu trường trong cơ thể ta bị gieo vào hắc kiếp trùng thứ này nhất định phải lấy ra mặt khác lúc trước ta đến đây cùng thạch không đạo hữu và giải đạo nhân phải thả hai người họ ra hàn lập nói như thế lệ đạo hữu thực sự không giấu gì, hắc kiếp trùng này chính là cấm chế độc môn do đỗ thanh dương nghiên cứu chế tạo ra, ta cũng không có cách nào lấy ra. nhưng mà tên đỗ thanh dương này có một cái bảo khố bí mật được trông giữ nghiêm mật, hắc kiếp trùng là thủ đoạn chủ yếu của hắn ở huyền đấu trường, có lẽ phương pháp giải trừ được giấu trong đó, chúng ta cần phải tới đó tìm kiếm một chút. thần dương thở dài nói ra, bảo khố vậy thì đến đó xem thử đi. hàn lập nghe vậy khẽ gật đầu, về vị thạch không đạo hiếu kia thật có lỗi không biết là do duyên cớ gì y có lẽ đã bị đỗ thanh dương phái người đưa đến huyền thành rồi từ đó ta không có tin tức gì về phần giải đạo nhân những năm này vẫn ở bên cạnh ta xem như là tôi tớ không những không làm khó hắn ngược lại còn được trọng dụng nếu hắn nguyện ý trở lại với đạo hiếu ta tự nhiên không phản đối gì thần dương dứt lời ánh mắt nhìn về phía giải đạo nhân đứng trang nghiêm nơi xa hàn lập cũng nghiêng đầu đưa mắt nhìn qua kết quả thấy giải đạo nhân như mắt điếc tai ngơ không có bất kỳ động tác nào một bộ dạng thở ơ. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng trầm xuống, thật sự không biết nói gì nữa. Trong hang động an tĩnh hơn 10 hơi thở, bầu không khí lộ ra vài phần nặng nề. Chuyện này để bàn lại sau đi, không bằng thần dương đạo hữu đưa chúng ta đến mật khố phủ thành chủ, tìm cách giải trừ hắc kiếp trùng, như thế nào. Lúc này, cốt thiên tầm mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Cốt đạo hữu nói chi phải, bất quá trước khi đi, chúng ta phải thu thập nơi này trước, mỗi người dọn dẹp một phen rồi hãy đi. Thần Dương nghe vậy, nhìn lướt qua hang động bừa bãi và vết bẩn trên thân ba người, nói ra. chương 886, Liên Thủ, ba người Hàn Lập, Thần Dương và Cốt Thiên Tầm nhanh chóng dọn dẹp hang động, xóa hết dấu vết giao chiến để lại, đồng thời mang thi thể của đám người Đỗ Thanh Dương chất đống một chỗ. Thần Dương tìm tòi một hồi trên thi thể Đỗ Thanh Dương, tìm được một lệnh bài màu đen nhánh. Lệnh bài hình tam giác, phía trên còn có hai căn uốn lượn nhô lên, nhìn rất giống một đầu dê quái dị. Một mặt trên lệnh bài viết hai chữ thanh dương, mặt kia là hai chữ huyền thành. Thứ này không biết được tạo thành từ chất liệu gì, bề ngoài mơ hồ có hắc quang kỳ dị không ngừng lưu truyền. Thần dương thấy vậy, sắc mặt mừng rỡ, cầm trong tay vuốt nhẹ. Hàn lập nhìn lệnh bài màu đen một cái, trong lòng biết vật này đến tám phần là lệnh bài đại biểu thân phận thành chủ thanh dương thành. Vật này ngươi cứ lấy, về sau có nhiều thời gian từ từ thưởng thức, nơi này không nên ở lâu. Cốt thiên tầm thấy vậy, lạnh lùng nói, ha ha, khiến hai vị chê cười rồi thần dương cười ha ha một tiếng thu hồi lệnh bài màu đen lấy ra một khối đá tròn màu trắng ngón tay hơi chạm vào phía trên sau đó ném vào đống thi thể xoẹt một tiếng đá tròn màu trắng bỗng nhiên bốc cháy hóa thành một ngọn lửa màu trắng bao phủ thi thể đám người đỗ thanh dương thi thể đám người đỗ thanh dương rất nhanh tan ra việc này không nên chậm trễ giờ chúng ta đi thôi thần dương không đợi đốt xong thi thể lập tức thay một bộ quần áo mới lại lấy ra hai bộ giáp màu đen để hai người hàn lập thay hàn lập nhận bộ giáp màu đen nhưng không thay ngay mặt lộ vẻ nghi hoặc chỗ bí khố có một tên tâm phúc lợi hại của đỗ thanh dương trông coi phải diệt trừ trước hai vị mặc quần áo hộ vệ này vào dễ làm việc hơn thần dương giải thích hàn lập nghe vậy gật đầu một cái đang muốn cởi trang phục huyền đấu sĩ liếc một cái về phía cốt thiên tầm động tác ngừng lại một lát trang phục huyền đấu sĩ trên người hắn và quần áo thần dương khác nhau rất đơn bạc cởi ra gần như không còn lại thứ gì. Vào lúc này, tiếng quần áo ma sát truyền tới từ bên cạnh, chính là cốt thiên tầm trực tiếp cởi phục sức vàng nhạt trên người, lộ ra một bộ áo lót thiếp thân màu trắng. Bộ nội y có phần nhỏ bé, khiến cho đôi thục nhũ bạch ngọc trên ngực nàng bị ép đến biến dạng như muốn bung ra, còn vòng eo thì trở nên cực kỳ nhỏ nhắn, lấp lánh phía trên đôi chân thon dài, tròn trịa, sáng bóng như tuyết trắng. Có thể nói là tỷ lệ hoàn mỹ, chỉ là giờ phút này trên mặt Hàn Lập và Thần Dương không có chút khinh nghiệm nào. Trên ngực, bụng, hai chân cốt thiên tầm bất ngờ phủ đầy từng vết sẹo, nhất là trên ngực có một vết thương hình rất cực lớn, chạy từ xương quai xanh xuống, nhìn thấy mà giật mình. Con người Hàn Lập hơi co lại, tu vi cơ thể đến loại cảnh giới này như họ, thương thế bình thường rất khó để lại vết sẹo, trừ phi là bị một ít vũ khí đặc thù gây thương tích, hoặc là bị trọng thương gần như đoạt mệnh mới có thể lưu lại một ít vết sẹo. Bất kể là loại nào, hoàn cảnh cốt thiên tầm trước kia cũng không đơn giản. Sắc mặt cốt thiên tầm bình tĩnh, giống như hai nam nhân hàn lập và thần dương chỉ là hai pho tượng đá nàng mặc bộ giáp đen rất nhanh sửa sang ngay ngắn thời gian cấp bách các ngươi cũng nhanh thay đổi đi loại chuyện phân biệt nam nữ thường ngày là vô dụng hai vị khỏi cần dùng với ta ta chưa bao giờ để ý mấy loại chuyện vô vị đó cốt thiên tầm nói nhàn nhạt một câu sau đó dẫn đầu bước ra ngoài cốt đạo hữu đúng là một người đặc biệt thần dương tựa hồ lúc này mới hoàn hồn lại chật chật nói hàn lập khẽ cười khổ nhanh chóng cởi trang phục huyền đấu sĩ trên người ra thay bộ giáp đen trang phục giáp đen kèm theo mặt nạ trên mặt che kín hơn nửa gương mặt hắn che giấu càng thêm an toàn vì vậy dưới sự hướng dẫn của thần dương hai người lập tức rời khỏi hang động theo hành lang lúc tới mà đi lên trên giải đạo nhân thì không nhanh không chậm theo phía sau lệ đạo hiếu chúng ta liên thủ như thế nào vào lúc này một thanh âm nhỏ như tiếng mũi vang lên trong đầu hắn không giống thần thức truyền âm thông thường nhưng chính là tiếng cốt thiên tầm hàn lập nghe vậy nhíu mày lại ánh mắt liếc một cái về phía cốt thiên tầm ta biết lệ đạo hữu thích độc lai độc vãng từ việc ngươi không muốn gia nhập thiên cốt minh lúc trước cũng có thể thấy được một hai bất quá hiện giờ không giống ngày xưa tuy hôm nay đỗ thanh dương đã bỏ mình giao dịch giữa ta và thần dương cũng coi như chấm dứt ở đây sau khi hắn thuận lợi lên chức gần như ngươi và ta cũng không còn giá trị lợi dụng dù sao trong người hai chúng ta vẫn còn hắc kiếp trùng tiếng cốt thiên tầm càng nhỏ bé yếu ớt nói nhanh hàn lập vẫn không nói chuyện chỉ là ánh mắt nhìn lướt qua túi ra thú bao lấy cánh tay phải của thần dương thực lực thần dương sâu không lường được còn trên những biểu hiện vừa rồi tuy nhìn như tự bạo huyền khiếu cánh tay phải nhưng vẫn không thể khinh thường lại thêm tính tình xảo trá quyết không thể nhẹ tin hiện giờ chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể vạn toàn cốt thiên tầm dường như biết ý hàn lập lại nói ánh mắt hàn lập lóe lên nghĩ một chút không để ai biết gật đầu nhẹ một cái Cốt thiên tầm thấy động tác của Hàn Lập, sâu trong đôi mắt thoáng qua vẻ vui mừng, nhưng lập tức tan biến vô tung. Một nhóm bốn người rất nhanh ra khỏi hành lang, đi tới một thiên điện trong phủ thành chủ. Nơi này bất ngờ tụ tập không ít người, đa số là hộ vệ phủ thành chủ, còn có một ít quản sự, người hầu. Mấy người lần đó ra ngoài săn thú với thần dương cũng đều ở đây, vừa nhìn thấy thần dương đi vào, lập tức nghênh đón. Thần dương đội trưởng, tình huống như thế nào? Thanh niên hình xăm thấp giọng hỏi, đã giải quyết xong, thần dương nhếch miệng cười một tiếng nghe lời này tất cả mọi người trong điện đều phát ra một tiếng hoan hô bây giờ mọi người dựa theo kế hoạch chia nhau làm việc thần dương giơ tay lên không vẫy một cái ý bảo mọi người tỉnh táo đồng thời nhẹ giọng phân phó vâng mọi người vội vàng thu liếm tâm tình cùng lên tiếng đáp ứng sau đó chia nhau rời đi chúng ta cũng đi thôi thần dương nhẹ giọng nói một câu với hai người hàn lập cũng đi khỏi thiên điện bước về phía một đường nhỏ vắng vẻ chỉ chốc lát sau, bốn người đi tới một thạch điện rộng rãi. Cuối thạch điện là một cánh cửa đá cao mấy trượng, phía trên khắc từng đường vân màu bạc, lấp lánh từng trận tinh quang màu bạc. Trên đỉnh cửa đá thạch bích khắc bốn chữ vàng dòng to thanh dương bí tàng. Trên bệ đá màu đen lớn khoảng vài trượng sừng sững ở trung tâm thạch điện, một lão giả áo bào xám ngồi xếp bằng trên thạch đài, nhắm mắt tu luyện. Lão giả này có tướng mạo bình thường, chỉ là hai má hiện lên từng trận bạch quang, thoạt nhìn rất quỷ dị. Từng đạo quang mang trắng bạc phát ra từ trên người lão giả, bắn về phía bốn phương tám hướng, có khoảng trăm đạo, nhìn rất giống một con nhím màu bạc. Nghe tiếng bước chân của đám người Thần Dương, lão giả áo bào xám mở mắt nhìn sang, toàn bộ ngân quang trên người co lại biến mất. "Thần Dương đội trưởng, sao ngươi lại tới đây?" Lão giả áo bào xám nhìn lại, trên mặt hiện lên một tia cảnh giác, lạnh lùng nói: "Diệp lão, lúc này thành chủ đang chủ trì già la huyết trận. Giờ trận pháp xảy ra chút vấn đề, cần bổ sung huyết phách tinh." thành chủ bảo ta tới lấy một ít trên mặt thần dương lộ vẻ vội vã nói nhanh bí khố chỉ có bản thân thành chủ hoặc là cầm tín vật thành chủ đến mới có thể mở ra thần dương đội trưởng có thủ lệnh của thành chủ đại nhân không lão giả áo bảo sám nghe vậy sắc mặt không chút biến hóa ngươi xem đi ta nhất thời cuống cuồng lại quên mất việc này đây là lệnh bài của thành chủ đại nhân thần dương vỗ đầu một cái lộ vẻ ảo não lật tay lấy ra lệnh bài màu đen tìm được trên thi thể đỗ thanh dương Lão giả áo bào xám thấy lệnh bài, vẻ cảnh giác trên mặt giảm xuống, lật tay lấy ra một chiếc chìa khóa màu bạc dài hơn một thước, đang muốn xoay người đi về phía cửa đá. "Ơ, ờ, cửa bí khố?" Lúc này, Thần Dương chợt trợn to hai mắt, ngón tay chỉ hướng của bí khố, giống như thấy chuyện gì rất khó tin. Lão giả áo bào xám nghe tiếng cả kinh, thình lình xoay người nhìn về phía cửa. Cửa bí khố đóng chặt, phía trên ngân quang chấp động, không có bất kỳ dị biến nào. Lão giả áo bào xám ngẩn ra, chính lúc này ba cỗ duệ phong lạnh buốt từ phía sau phá không đánh tới. Trên hai cánh tay Hàn Lập hiện ra 18 điểm tinh quang, cánh tay trở to gấp nhiều lần, hơn nữa toàn thân lộ ra màu vàng rực rỡ, nhìn rất giống hai cái chảy lớn màu vàng, đập về phía lão giả áo bảo xám. Trên ánh tay trái thần dương bỗng nhiên dâng lên từng đạo bạch quang, bất ngờ hiện ra hai ba chục cái huyền khiếu giống tay phải, tựa như một chuôi cự kiếm ngân sắc vô địch, đâm mạnh về phía lưng lão giả. Lúc này trong tay cốt thiên tầm chợt lóe chuôi cốt kiếm màu trắng, huyễn hóa ra từng đạo bóng kiếm màu trắng, chém về phía cổ lão giả. Các ngươi muốn làm gì? Lão giả áo bảo xám nhanh chóng cảm nhận được ba cỗ khí thế đáng sợ sau lưng, không kịp quay đầu, cả người nhanh chóng hóa thành một đạo điện quang màu bạc, bay về phía trước để tránh. Mặc dù lão giả phản ứng chậm trong một cái chớp mắt, nhưng lúc này tốc độ trốn chạy về phía trước lại không chậm so với đám thần dương. Công kích của ba người nhất thời không đuổi kịp lão, cùng lúc đó, trên người lão giả áo bảo xám phát ra từng đạo ngân quang. Nhanh chóng nối liền một chỗ, mơ hồ muốn tạo thành một khôi giáp màu bạc đầy gai nhọn. Thần Dương thấy cảnh này, ánh mắt hơi gấp, đang muốn làm gì đó. Nhưng vào lúc này, thân hình Hàn Lập bỗng nhiên trở nên mờ ảo, tốc độ đột nhiên tăng lên nhiều lần, nhanh chóng đuổi kịp lão giả áo bào xám, hai quyền mạnh bạo đánh xuống bả vai lão giả áo bào xám. Kim quang chói mắt phát ra từ hai quyền của Hàn Lập, không gian trong phạm vi vài trượng gần đó chợt phát ra tiếng, hư không điên cuồng run rẩy giống như sụp đổ. Ầm um một tiếng nước xương giòn tan thân thể lão giả áo bào xám giống như bao cát bị đánh bay về phía trước nặng nề đập trên mặt đất khôi giáp màu bạc trên người lão cũng ẩm ầm vỡ tan nhẹ nhàng biến mất không đợi lão giả áo bào xám có bất kỳ phản ứng gì hai tiếng phốc phốc nhẹ vang không ngờ tay trái thần dương đâm thủng ngực lão giả áo bào xám lấy ra một trái tim màu đỏ đang co bóp nắm chặt lấy mà cốt kiếm của cốt thiên tầm gần như đồng thời xuyên thủng đan điền lão giả áo bào xám từng đạo bạch quang sắc bén phát ra từ trên thân cốt kiếm, vặn ra một lỗ máu. Các ngươi, lại dám, lão giả áo bảo xám chật vật phun ra mấy chữ, thân thể co quắp vài cái, hai tròng mắt rất nhanh trở nên ảm đạm, không còn khí tức nữa. Nhờ có lệ đạo hữu một kích đánh tan tinh thứ huyền khải của lão, nếu không để lão phản ứng kịp, sẽ nguy hiểm rồi. Thần Dương rút cánh tay ra, gật đầu cười nói với Hàn Lập. Hàn Lập nhìn tay trái Thần Dương một cái, trong con người thoáng qua vẻ kinh dị, nhàn nhạt, nhạt lắc đầu một cái, không nói gì. Cốt thiên tầm cũng thu hồi cốt kiếm, cổ tay run lên, lần nữa hóa thành một dây xích bạch cốt, quấn quanh bên hông. Thần dương lấy chìa khóa màu bạc trong tay lão giả áo bào xám ra, bước tới trước cửa bí khố. Dưới cửa nhô ra một khối trắng cỡ một miệng chén, tay y nhấc lên vặn phía trên đó, khối trắng lập tức rời sang bên cạnh, lộ ra một lỗ khóa. Thần dương cắm chìa khóa vào trong đó, chuyển động vài cái. Chỉ nghe mấy âm thanh két két, toàn bộ ánh sáng trên cửa đá đều tan đi, tiếp đó cửa từ từ mở ra. mươi 887, không thu hoạch được gì. Thần Dương nhìn hai người Hàn Lập một cái, sau đó xoay người, cất bước đi vào bên trong. Hàn Lập và Cốt Thiên Tầm liếc nhìn nhau, sau đó đi theo. Không gian bên trong bí khố không nhỏ, có thể so với một tòa cung điện, bên trong đặt bảy tám kệ đồ vật, dùng một loại gỗ đen thui chế tạo ra. Thân gỗ này thoạt nhìn cũng không tầm thường, tán phát ra trận trận mùi thơm nhẹ nhẹ, tràn ngập toàn bộ không gian bí khố. Từng kệ chia trên dưới ba tầng, mỗi tầng đều đặt rất nhiều hộp gỗ, trong đó chứa các loại tài liệu chân quý, công pháp, điển tịch, thú hạch, vân, vân. Hàn Lập không để ý đến những kệ hàng này, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía giữa bí khố. Chỗ đó có một mảnh đất trống, đứng vững một cột đá màu đen cao hơn người, phía trên cột đá minh khắc một ít hoa văn như những con run. Mà ngay đỉnh cột đá, đặt một khối tinh thạch màu đen to cỡ đầu người. Tinh thạch này bóng loáng như gương, tản ra trận trận hắc sắc quang mang sáng ngời, như gợn nước màu đen nhộn nhạo ra chung quanh, bên trong hắc sắc quang mang mơ hồ có thể cảm ứng được một cỗ chấn động năng lượng kỳ lạ. Hàn Lập cảm thấy từ khi bước vào không gian bí khố, hắc kiếp trùng lọt vào cỗ năng lượng kỳ dị này, lập tức triệt để không nhúc nhích, lâm vào trạng thái ngủ say. Hắc kiếp thạch, trong lòng Hàn Lập khẽ động, liếc nhìn qua thần dương bên cạnh, nhưng không có lập tức ra tay lấy nó. Cốt thiên tầm cũng nhìn về phía tinh thạch màu đen, nguyên bản đôi mắt đẹp dịu dàng lành lạnh cũng không khỏi hiện lên một tia kinh hỉ. Lệ đạo hữu cũng biết hắc kiếp thạch, bất quá vật ấy chỉ có thể áp chế hắc kiếp trùng, cũng không thể khu trừ nó, mau tìm bốn phía, xem có thể tìm được phương pháp lấy hắc kiếp trùng ra hay không. Mặt khác kính xin nhị vị đạo hữu thứ lỗi, hiện ở bên ngoài thế cục thay đổi trong nháy mắt, chúng ta không thể ở đây quá lâu, tối đa chỉ nửa canh giờ. Thần Dương tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hai người hàn lập, nói như thế. Cốt thiên tầm từ chối cho ý kiến gật đầu nhẹ, đi đến bên cạnh một kệ hàng, bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Hàn lập nghe vậy, cũng thu hồi ánh mắt, bắt đầu tìm tòi khắp nơi. Bên trong tích lân không cảnh không thể nào dùng ma khí, tiên linh lực. Do đó, nơi này mặc dù là bí khố, cũng không có đặt cấm chế bảo vệ các đồ vật. Ba người tìm tòi nhanh chóng, rất nhanh đã tìm hết toàn bộ bí khố. Sau một nén nhang, Hàn Lập buông xuống một bản biển tịch, sắc mặt có chút khó coi, nhìn lại cốt thiên tầm bên cạnh lúc này cốt thiên tầm cũng nhìn lại sắc mặt có chút ngưng trọng hai người bọn họ cũng lo lắng thần dương vì vậy rất ăn ý ôm đồm tìm tòi hết thảy điển tịch mời thần dương đi tìm vật phẩm khác chỉ là hai người đã đọc qua hết thảy điển tịch nhưng ngay cả ba chữ hắc kiếp trùng cũng không nhìn thấy ta tìm được chỗ này một ít tư liệu hữu dụng nhị vị đạo hữu qua đây xem thử vào thời khắc này thanh âm thần dương truyền đến hàn lập cùng cốt thiên tầm nghe vậy bước nhanh tới lúc này thần dương đang đứng trước một góc nhỏ kệ hàng trên kệ đặt một cái hộp thủy tinh màu đen lớn hơn một xích xuyên thấu qua vách hộp hơi mở có thể thấy rõ bên trong đang nằm sấp một quái trùng ngô công dài hẹp màu đen thình lình đúng là hắc kiếp trùng trong tay của gã đang cầm một khối ngọc bản màu đen xem tính chất thì giống với hộp thủy tinh tựa hồ là một phần của hộp thủy tinh này phía trên viết một nhóm rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ thần dương đưa ngọc bản màu đen cho hai người hàn lập cùng cốt thiên tầm xem qua nhanh như gió không bao lâu sắc mặt hai người đều âm trầm xuống trên ngọc bản ghi chính là phương pháp đào tạo hắc kiếp trùng, từ lúc sinh ra đến dùng vật gì nuôi dưỡng lớn lên, cùng với cách đưa nó vào trong cơ thể con người, ghi chép đều rất kỹ càng, nhưng lại không ghi phương pháp lấy ra. Bất quá trên ngọc bản đề cập đến hắc kiếp thạch, hắc kiếp trùng chính là giống quần thể, từng quần thể hắc kiếp trùng đều có một trùng vương, thủ lĩnh đám hắc kiếp trùng còn lại. Khối hắc kiếp thạch kia chính là dùng thi thể hắc kiếp trùng vương, sử dụng bí thuật đặc thù cô động thành vật kết tinh, cho nên mới có tác dụng trấn áp hắc kiếp trùng nếu muốn áp chế một con hắc kiếp trùng chỉ cần mang theo một miếng hắc kiếp thạch to cỡ móng tay trên thân thể là đủ rồi hai khối hắc kiếp thạch này nhị vị đạo hữu cất kỹ trước đeo trên thân thể ngăn chặn hắc kiếp trùng lúc hai người đang xem nội dung ngọc bản thần dương đi đến bên cạnh khối hắc kiếp thạch kia đánh xuống một cái vỡ ra hai khối tinh thể màu đen to cỡ quả trứng gà đưa cho hai người hàn lập căn cứ nội dung trên này tựa hồ không cần dùng khối lớn như vậy hàn lập nói như thế phía trên tuy nói như vậy bất quá càng nhiều thì càng đảm bảo. Thần Dương cười hạc hạc nói, nếu vậy, đa tạ thần Dương đạo hữu rồi, Hàn Lập cũng không khách khí, cảm ơn một tiếng, cất kỹ khối hắc kiếp thạch bên mình. Cốt thiên tầm cũng cất kỹ hắc kiếp thạch, nhưng ánh mắt vẫn như cũng nhìn xem hộp ngọc màu đen. Cốt đạo hữu chẳng lẽ muốn lấy một ít hắc kiếp trùng. Cứ việc lấy dùng, bất quá muốn dùng phải có dụng cụ đặc thù làm nở trùng này mới được. Thần Dương nhìn thấy ánh mắt cốt thiên tầm, nói ra. Không có khối hắc kiếp thạch lớn này, muốn dùng những hắc kiếp trùng này căn bản vô dụng các ngươi xem nơi đây cốt thiên tầm lắc đầu chỉ về một cạnh của hộp thủy tinh màu đen cạnh đó vừa đúng góc khuất trong tầm mắt hàn lập nên hắn đi đến bên cạnh cốt thiên tầm mới có thể nhìn vào chỗ nàng chỉ chỉ thấy ở chỗ đó trên hộp thủy tinh có khắc một đồ án đoá hoa sáu cánh có chút tinh xảo thoạt nhìn tựa hồ là dấu hiệu nào đó đồ án này khắc vô cùng cạn không nhìn kỹ rất khó phát hiện cốt đạo hữu nhận ra đồ án này ánh mắt hàn lập ngưng tụ hỏi đồ án khác lên hộp thủy tinh màu đen này, hẳn không phải là bắn tên không đích. Lúc ta chưa tới Thanh Dương Thành, từng thấy đồ án này tại Huyền Thành, là dấu hiệu độc môn của một vị đại sư đúc kiếm, Lục Hoa Phu Nhân. Cốt Thiên Tầm chậm rãi nói ra, Lục Hoa Phu Nhân, nghe tên tựa hồ là một nữ tử, nữ mà là đại sư đúc kiếm ngược lại là hiếm thấy. Hàn lập sờ lên cằm, nói ra, đại danh Lục Hoa Phu Nhân ta cũng nghe qua, hắn cũng không phải là nữ tử, trong thánh vực có một bách ấp tộc quần, tinh thông thuật đúc kiếm luyện khí, mỗi một thời đại người có kỹ nghệ luyện khí cao nhất sẽ có danh xưng là phu nhân lục hoa tiền bối là phu nhân bách ấp tộc thế hệ này trăm vạn năm trước không biết tại sao bị giả dương vương triều đẩy vào tích lân không cảnh những năm qua vẫn một mực ở tại thành chủ huyền thành vũ khí hắn luyện chế đều là tinh phẩm vạn kim khó cầu năm đó đỗ thanh dương cầu mua một kiện vũ khí tiện tay nhưng cũng không có thành công thần dương lắc đầu nói ra thì ra là thế nhưng tại sao dấu hiệu lục hoa phu nhân lại xuất hiện trên cái hộp này Hàn Lập nghe vậy, có chút nghi hoặc hỏi, xem ra hộp ngọc này là xuất ra từ tay lục hoa phu nhân, hoặc là hắn và những thứ hắc kiếp trùng này có quan hệ gì đó. Đôi mi thanh tú cốt thiên tầm nhíu lên, thì Thảo nói ra. Bí khố còn một ít thứ chưa có tìm xong, trước tìm xong rồi hãng nói. Thần Dương chợt chen vào nói ra, Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lại phía trước, còn thừa lại một ngăn tủ cuối cùng chưa có kiểm tra, chỉ là trên ngăn tủ này đặt lẫn lộn các loại tài liệu cùng một ít đồ vật. Tuy hy vọng xa vời, nhưng ba người lại đồng loạt động thủ cẩn thận tìm tòi ngăn tủ cuối cùng này hàn lập cầm lấy một khối tinh thạch màu tím đen chớp động ánh huỳnh quang thần thức tra xét rõ ràng cũng không phát hiện bên trong dấu cái gì liền đặt xuống cầm lấy vật khác bên cạnh lên ồ oh, sắc mặt hàn lập khẽ biến một chút vật này là một phù điêu màu đen lớn cỡ lòng bàn tay điêu khắc một ma thần ba đầu sáu tay ngồi với một tư thế quái dị trước kia hắn đã thấy thứ này đó là trong chữ vật pháp khí của chiếu cốt chân nhân cũng có một cái phủ điêu màu đen Hai phù điêu này, bất luận là lớn hay nhỏ, đều sử dụng tài liệu giống nhau như đúc, duy nhất có chỗ khác chính là tư thế ngồi của pho tượng ma thần. Chẳng lẽ hai pho tượng này có liên hệ gì đó? Trong lòng Hàn Lập suy đoán, đồng thời nhìn sang thần dương cùng cốt thiên tầm, nhưng lúc này hai người đang kiểm tra vật khác, cũng không chú ý tới tình huống bên này của hắn. Chỗ mi tâm hắn lóe lên, một đạo tinh quang từ trong bắn ra, chui vào trong phù điêu. Phù điêu màu đen hơi chấn động, sau đó tay chân vũ động như sống lại, Bày ra các loại tư thế, trước sau tổng cộng 12 loại, mỗi một loại tư thế thì sau lưng phù điêu sẽ xuất hiện rất nhiều văn tự kỳ dị khó có thể phân biệt được. Chỉ là 12 loại tư thế trong phù điêu này lại khác với trong phù điêu của chiếu cốt chân nhân, mà những văn tự kỳ dị này, tuy Hàn Lập không nhận ra, nhưng có thể nhìn ra nó hoàn toàn khác với lúc trước. Trong mắt Hàn Lập hiện lên vẻ vui mừng, phù điêu này quả nhiên có quan hệ với phù điêu của chiếu cốt chân nhân, tựa hồ là một bộ đồ vật. Hắn tùy ý lật xem phù điêu này hai cái rất nhanh điềm nhiên như không có việc gì thả nó ra xa chút ba người rất nhanh tìm tòi hết toàn bộ vật phẩm trên kệ này giống như sở liệu thoạt nhìn không có thu hoạch gì trong bí khố này tìm được tư liệu duy nhất có giá trị chính là khối ngọc màu đen kia vì vậy ba người lại tụ tập xung quanh hộp ngọc màu đen đó bất kể thế nào đây cũng là một manh mối hàn lập nhìn dấu hiệu lục hoa trên hộp ngọc như có điều suy nghĩ nói cốt thiên tầm không nói gì ánh mắt chỉ nhìn về phía thần dương thật sự là có lỗi không thể tìm được phương pháp giải trừ hắc kiếp trùng cho các ngươi. Bất quá chờ ta tiêu diệt tàn đảng của Đỗ Thanh Dương xong, chắc chắn sẽ tăng nhân thủ tiếp tục điều tra, cho nhị vị một câu trả lời hài lòng." Thần Dương lộ vẻ xấu hổ nói, "Câu trả lời hài lòng, Thần Dương đạo hữu cam đoan tìm được phương pháp giải trừ hắc kiếp trùng sao? Lại không biết là khi nào." Lúc này Hàn Lập nhíu mày, lập tức nhàn nhạt hỏi, "Phương pháp giải trừ hắc kiếp trùng chỉ có Đỗ Thanh Dương biết rõ, hiện tại hắn đã bỏ mình thần mỗ sẽ tiếp tục tìm kiếm khắp nơi ở phủ thành chủ đồng thời cũng sẽ tìm thêm tin tức từ huyền thành có lẽ sẽ tìm được thần dương nói gấp có lẽ sẽ tìm được thần đạo hữu nếu nói qua loa như vậy thì miễn đi về vấn đề hắc kiếp trùng còn xin các hạ phải xác thực rõ cho chúng ta a à. ngữ khí cốt thiên tầm lạnh lùng nói ra xem ra hai vị đã sớm liên thủ tựa hồ không có ý định tiếp tục hợp tác với thần mỗ nữa thần dương nhìn hai người hàn lập trong mắt lóe lên màu trắng ngữ khí cũng trở nên lạnh như băng cánh tay trái của gã lóe lên bạch quang, phía trên làn da mơ hồ hiện ra một tầng màu trắng óng ánh, một cỗ khí lực vô cùng to lớn bộc phát ra, mạnh mẽ áp bách về phía hai người. Cỗ khí tức này cực kỳ khổng lồ, so với lúc trước đánh với Đỗ Thanh Dương thì mạnh mẽ hơn nhiều, hư không phụ cận tựa hồ bị vô số lực lượng vô cùng sắc bén thiết cắt, rung rung ông ông. Thân thể hai người Hàn Lập tựa hồ bị ngọn núi khổng lồ vạn trượng ngăn chặn, trầm xuống, nhưng thần tình trên mặt hai người không biến chút nào, lập tức cũng tự thả ra khí tức, liên hợp cùng một chỗ với nhau, vậy mà chặn lại uy áp của thần dương. Ba cỗ khí thức khổng lồ đan vào cùng một chỗ, trong hư không mơ hồ hiển hiện từng đạo tia lửa rung rung, toàn bộ bí khố lắc lư nhẹ nhẹ. chương 888, pho tượng thần bí, thực sự hai vị không quan tâm tình thế hiện giờ, mà dự định qua cầu rút ván ngay ở đây luôn sao. Trong mắt thần dương ẩn ẩn hiện lên một tia kinh ngạc, trầm giọng nói ra. Việc này còn phải xem các hạ nữa, nếu người muốn động thủ ở chỗ này, thì chúng ta cũng tuyệt đối bồi tiếp ngươi. Hàn lập cười lạnh một tiếng, trên hai tay hắn lóe lên một tầng ánh sáng màu vàng. Còn tay cốt thiên tầm thì lại sờ bên hông mình, đầu ngón tay cũng chấp lên ánh sáng màu trắng. Hai vị, hiện giờ kẻ địch chung của chúng ta là tàn quân của Đỗ Thanh Dương, nếu mà lúc này chúng ta nội chiến chém giết ở đây, cũng chỉ làm lợi cho người khác, việc này mà làm lớn chuyện lên, thì trong huyền thành sẽ truy cứu xuống, đến lúc đó chúng ta muốn chạy cũng khó mà thoát được. Ánh mắt thần dương hơi dao động, khí tức gã tỏa ra cũng từ từ mà thu liếm lại. Hàn lập cùng cốt thiên tầm thấy vậy, cũng chậm rãi thu lại khí tức mà mình đã phát ra. Việc liên quan đến hắc kiếp trùng, quả thật là thần mỗ không có hoàn thành như lời đã hứa. Như vậy đi, sau khi trừ đi tàn quân của Đỗ Thanh Dương xong, trong vòng một tháng, ta chắc chắn sẽ cho hai vị một cái công đạo. Đến lúc đó, nếu còn chưa tìm được cách giải trừ hắc kiếp trùng, thì hai vị đạo hữu có thể tự mình đưa yêu cầu khác với ta, như thế nào? Thần Dương ngẫm nghĩ một chút, rồi nói ra hàn lập cùng cốt thiên tầm nghe vậy bí mật truyền âm trao đổi một chút vậy thì tốt chuyện này cứ dựa theo những gì thần dương đạo hữu nói đi sắc mặt hàn lập hòa hoãn mấy phần mở miệng nói ra trước đó bọn hắn đã giết đỗ thanh dương rồi vừa mới nãy giết lão giả áo xám kia cũng không còn cách nào hóa giải thâm cừu với thế lực của đỗ thanh dương được nữa trừ phi bọn hắn lập tức rời khỏi thanh dương thành nếu không chỉ còn mỗi cách liên thủ với thần dương mà thôi Mặc dù không tìm được phương pháp giải trừ liên quan đến hắc kiếp trùng, nhưng có thể lấy được hai khối hắc kiếp thạch, cũng đủ để ngăn không cho con trùng này phát tác trong một đoạn thời gian rồi, xem như là thu hoạch không nhỏ. Đa tạ hai vị đạo hữu rộng lượng bỏ qua, thôi thì khó lắm chúng ta mới tới được bí khố này một chuyến, bảo vật ở đây, hai vị đạo hữu cứ chọn ra hai món đi, coi như thần mỗ bồi thường một chút vậy. Vẻ mặt Thần Dương lộ ra nụ cười ấm áp, dường như cảnh tượng Dương cung bạt kiếm vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Hàn Lập nhìn thấy vẻ mặt thần dương lúc này, con mắt hơi co rụt lại, chợt lòng đề phòng gã lại sâu hơn một tầng. Tuy nhiên đối với lời đề nghị của thần dương, trái tim trong ngực của hắn cũng không ngừng đập thình thịch. Vừa rồi hắn một đường tìm kiếm qua, quả thật hắn đã thấy không ít bảo vật chân quý, không nói những cái khác, chỉ riêng công pháp luyện thể đã cất giữ không ít, hiện giờ thứ đó hắn rất là cần. Nếu như vậy, vậy thì chúng ta cũng không khách khí nữa. Đôi mắt xinh đẹp của cốt thiên tầm lóe lên, nói ra hai vị nhìn chúng thứ gì, cứ việc lấy đi, chỉ là lúc này thời gian chúng ta không còn nhiều, động tác hai vị đạo hữu cũng phải nhanh hơn một chút. Thần Dương hào sảng khoát tay một cái, cười nói. Thần Dương vừa nói xong, Hàn Lập cùng Cốt Thiên Tầm cũng không có khách khí nữa, mà riêng phần mình xoay người đi tìm thứ mà mình cần. Hàn Lập quay người đi đến tủ gỗ trưng bày công pháp, rồi nhìn lên mấy quyển điển tịch, ngay sau khi hắn trần chờ trong chốc lát, hắn liền nhanh chóng đưa ra quyết định, cầm một quyển trong đó lên. Những điển tịch này, tuy là hắn vừa mới xem đại khái qua một lần nhưng bởi vì thời gian quá cấp bách nên hắn cũng không có nhìn kỹ cho lắm không cần phải chọn mấy quyển công pháp kia pho tượng màu đen trong pho tượng có ẩn chứa một bộ công pháp luyện thể ngay đúng lúc đó đột nhiên một tiếng âm thanh từ trong đầu hàn lập vang lên không ngờ là tiếng của giải đạo nhân hàn lập nghe vậy liền giật mình ngẩng đầu nhìn lại nhưng hắn chỉ thấy giải đạo nhân đang đứng cạnh cửa bí khố phàng phất như tên thủ vệ hoàn toàn không để ý gì đến ba người bọn hắn càng không có đưa ra dấu hiệu nào với Hàn Lập cả. Hắn thấy vậy, mắt sáng lên, tuy nhiên vẻ mặt hắn thì lại lộ ra vẻ do dự, nhất thời không có làm động tác nào khác, dường như đang chờ giải đạo nhân trả lời. Nhưng ngay sau khi giải đạo nhân truyền âm nói một câu kia xong, liền không chút động tĩnh nào. Một bên khác thì cốt thiên tầm đã chọn xong thứ mình cần, chính là một bản điển tịch cùng một đoạn xương thú màu vàng. Nhìn giống như đoạn xương cột sống của con lân thú nào đó, rồi nàng đi về phía thần dương. Hàn lập thấy vậy, nhíu mày, âm thầm trừng mắt một chút về phía giải đạo nhân cắn răng trả lại quyển điển tịch vào trong tủ gỗ rồi quay người lấy pho tượng màu đen kia chợt trong đôi mắt rủ xuống của giải đạo nhân hiện lên một tia vui mừng không dễ gì thấy ngay lập tức lại biến mất không thấy đâu hàn lập cầm lấy pho tượng còn ánh mắt thì đảo qua những món bảo vật khác ngoại trừ công pháp luyện thể trước mắt hắn cũng không còn thứ gì cần thiết cả mấy loại vật liệu khoáng thạch hắn cũng không cần còn mấy món áo giáp vũ khí cũng không có tác dụng gì lớn trong lòng Hàn Lập khẽ động, cất bước đi đến một cái tủ gỗ gần đó. Trên tủ gỗ này trưng bày đều là thú hạch, mỗi cái thú hạch đều chấp động tinh quang, hơi có chút chói mắt. Nếu hắn đã không cần mấy thứ khác, chỉ bằng lấy một viên thú hạch cao cấp vậy, mặc dù thần dương hứa sẽ cung cấp thú hạch cho bọn hắn tu luyện, nhưng chuyện tương lai không ai đoán trước được, so với lời hứa hẹn của người khác, không bằng hắn tự cung tự cấp thì hơn. Hơn nữa thú hạch càng cao, thì nó càng chân quý, không chỉ là bên trong nó ẩn chứa nhiều lực lượng tinh thần, mà thú hạch cao cấp có thể trợ giúp rất lớn về việc đả thông huyền khiếu, lúc trước viên địa cấp thú hạch kia đã phát huy tác dụng mở ra huyền khiếu, đến lúc này Hàn Lập vẫn còn nhớ như mới. Dường như Đỗ Thanh Dương sắp xếp cho dễ dàng thấy hay sao, mà những thú hạch này được dựa theo đẳng cấp mà phân cao thấp, được sắp xếp từ trái sang phải theo thứ tự. Thế là hắn trực tiếp đi tới ngăn thứ nhất bên trong cùng tủ gỗ, chỗ đó có bày ra một cái hộp ngọc màu trắng, phía trên khắc từng đạo đường văn răng đầy khắp nơi, ẩn ẩn lộ ra một cỗ dao động cấm chế. Hàn Lập nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, bên trong đó tỏa ra ánh sáng màu trắng chói mắt, rõ là một khối thú hạch màu trắng to bằng đầu nắm tay. Từng tia từng tia ánh sáng màu trắng từ trong thú hạch tỏa ra, sáng chói, mơ hồ mắt thường khó mà nhìn thẳng vào nó, mỗi đạo ánh sáng màu trắng đều phát ra một cỗ dao động lực lượng tinh thần kinh người. Hàn Lập nhìn viên thú hạch màu trắng, mà trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc thán phục. Hắn đối với viên thú hạch này cũng hết sức quen thuộc, viên thú hạch màu trắng này so với viên mà Cốt Thiên Tâm cho hắn lúc trước cường đại hơn rất nhiều, nó đã vượt qua khỏi phạm trù của thú hạch địa cấp. Khóe miệng Hàn Lập khẽ mỉm cười, rồi lại một lần nữa khép hộp ngọc lại, cầm lấy vật này, quay người đi tới bên cạnh thần dương. Thần đạo hiểu, ta chọn hai món đồ này, không có vấn đề gì chứ. Hắn dương hộp ngọc cùng pho tượng trong tay lên, tất nhiên là không có vấn đề gì, thế nhưng hình như lệ đạo hiểu chọn một viên thiên cấp thú hạch sao, thú hạch càng cao, càng khó mà luyện hóa được nó. Hơn nữa trong thiên cấp thú hạch ẩn chứa lực lượng tinh thần vô cùng cường đại, nếu mà sơ ý một chút liền rất dễ dàng bị nó cắn trả lệ đạo hữu hãy sử dụng cẩn thận thần dương lường món đồ vật trong tay hàn lập thế nhưng gã không để ý chút nào đến pho tượng màu đen kia mà chỉ nhìn vào hộp ngọc trong mắt lóe lên một tia nhói đau ngượng ngùng nói ra đa tạ thần dương đạo hữu nhắc nhở hàn lập mỉm cười nói ra thần dương nhìn hộp ngọc màu trắng một chút rồi lập tức miễn cưỡng rời ánh mắt đi đi thôi thời gian không còn nhiều cho lắm thần dương nói xong Gã liền cầm lấy hộp ngọc màu đen đựng hắc kiếp trùng, đi đầu bước ra bên ngoài, giải đạo nhân cũng theo sát phía sau gã. Hàn Lập cùng Cốt Thiên Tầm thấy Thần Dương mang hộp ngọc màu đen đi, khẽ nhìn nhau một chút, trên mặt đều hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức đi theo. Mấy người bọn hắn rất nhanh rời khỏi bí khố chân bảo, dưới sự dẫn đầu của Thần Dương, rất nhanh bọn hắn cũng đã đến nơi thiền điện. Tiến vào trong điện, sắc mặt Thần Dương ngưng lại, mở miệng nói ra. Hai vị đạo hữu cứ ở tạm trong thiền điện này đợi một lát sau bức tường ở chỗ này, chính là chủ điện mà Đỗ Thanh Dương hay nghị sự trước kia, sau khi ta tìm cách kêu gọi tâm phúc còn sót của lão tới đó, nếu như mọi việc thuận lợi, thì không cần hai vị xuất thủ. Nếu mà không thuận lợi, thì mong hai vị ra sức tương trợ. Thần Dương thành chủ, hiện giờ chúng ta cùng chung một thuyền, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, tất nhiên chúng ta cũng cùng chung tiến thối. Cốt thiên tầm nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, cốt đạo hữu nói không sai, người cứ yên tâm đi. Hàn lập cũng mở miệng nói. Thần Dương đạt được lời hứa hẹn của hai người, khẽ gật đầu, rồi mang theo giải đạo nhân cùng một chỗ, quay người rời đi. Ngay sau khi bọn hắn rời đi, trong thiền điện lớn như vậy, cũng chỉ có hai người hàn lập cùng cốt thiên tầm. Lệ đạo hiếu, hãy qua bên này ngồi nghỉ ngơi một chút đi, lấy tâm cơ thủ đoạn của thần dượng đạo hiếu, ta nghĩ là cũng không cần đến hai chúng ta ra tay đâu. Cốt thiên tầm đi tới một bộ bàn đá trong điện, liền ngồi xuống, rồi vẫy tay với hàn lập, nói ra. Hàn lập khẽ nhíu mày đi tới, ngồi đối diện trước mặt nàng. Về thần dương, người biết được bao nhiêu? Hàn lập suy nghĩ một chút, chợt hỏi: bề ngoài của người này nhìn đơn giản như vậy, nhưng thủ đoạn tâm tính thì sâu không lường được. Nếu ai dám kinh thường gã, chỉ sợ kết cục còn thảm hơn cả Đỗ Thanh Dương. Cốt Thiên Tầm từ từ mở miệng nói ra. Hàn lập nghe vậy, không nói gì, chỉ là hắn rơi vào suy nghĩ. Lệ Đạo Hiếu, có một chuyện mà ta luôn nghĩ đến, chỉ bằng quyết định nói thẳng với ngươi cho thỏa đáng vậy. Cốt Thiên Tầm hơi chần chờ, nói ra ngươi muốn nói chuyện ta bị thực tâm trùng tập kích sao chính ngươi đã sai khiến gã mặt sẹo làm chuyện đó à ánh mắt hàn lập chấp lên hỏi ngươi đã biết rồi sao vẻ mặt cốt thiên tầm hiện lên vẻ kinh ngạc hỏi sau khi ta trải qua một loạt chuyện này mới đoán ra được dù sao hai người đỗ thanh dương cùng thần duông đều không có lý do gì để giết ta cả mà ngươi thoạt nhìn không có gì nhưng thực tế lại ẩn giấu một bí mật nào đó hàn lập từ từ nói ra xem ra ngươi so với ta nghĩ còn thông minh hơn nhiều. Nói tiếp đi, ẩn giấu bí mật gì? Cốt thiên tầm cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi có huyết cửu với Đỗ Thanh Dương, thực lực của lão vốn vượt xa ngươi, cho nên ngươi sợ lão sau khi hấp thu chân linh huyết mạch của ta, thực lực lão sẽ lại lần nữa tăng vọt, đến lúc đó ngươi muốn báo thù thì càng khó hơn, cho nên ngươi mới muốn sớm giết chết ta. Vẻ mặt hàn lập không chút biểu cảm, nói, không sai, mặc dù lúc ấy ta cùng thần dương có mưu đồ, nhưng không phải là lợi dụng huyết mạch ngươi để cắn trả lão, mà muốn ẩn nấp ám sát lão. Thế nhưng, từ khi thực tâm trùng không giết chết được ngươi, thì đã ta nhìn ngươi với một ánh mắt khác. Sau đó thần dương biết được Đỗ Thanh Dương sẽ lấy giả la huyết trận hấp thu chân linh huyết mạch của ngươi, bọn ta liền thay đổi kế hoạch ban đầu, cũng đặt ngươi vào trong mưu đồ mới. Cốt thiên tầm nhẹ gật đầu, nói ra, so với chuyện này, ta lại càng hiếu kỳ, vì sao ngươi lại muốn lộ việc này cho ta biết chứ? Hàn lập nhìn cốt thiên tầm một chút, mặt lộ vẻ cười đùa. Nếu muốn hợp tác, tốt nhất là thẳng thắn với nhau, dù sao với gã thần dương này, tuyệt đối không dễ gì đối phó so với Đỗ Thanh Dương, nếu mà trong lòng hai chúng ta còn có khúc mắc, sớm muộn gì cũng sẽ chết trên tay của gã cốt thiên tầm thở dài, chậm rãi nói. chương 889, Mưu Nghịch, ước chừng một giờ sau, bên trong phòng nghị sự chủ điện phủ thành, tiếng người huyên náo, có chút hỗn loạn. Mười mấy tên nam tử mặc các loại phục sức, ngồi quanh một cái bàn đá to lớn trong phòng hội nghị, từng người tay cầm một ly đá màu đen, đung đưa máu tươi lân thú bên trong, hết sức phấn khởi trò chuyện với nhau. Thần Dương ngồi ở ở vị trí gần chủ tọa nhất, một tay khẽ vuốt ly đá, một tay giấu trong ống tay áo, nhưng Thủy Trung không thấy gã uống ly máu, cho dù có người quen tới cụm ly với gã, gã cũng chỉ đưa ly lên miệng tượng trưng, ngay sau đó lại đặt xuống. Trên bàn đá gần người gã, còn để một hộp đá màu đen có thể tích không nhỏ, phong nghiêm cẩn mật. Thần Dương đội trưởng, đây là tình huống gì? thành chủ đại nhân đột nhiên để cho ngươi triệu tập chúng ta tới, chắc là có đại sự gì muốn tuyên bố, ngươi nói cho lão đệ ta trước được không? Một nam tử cao lớn bên miệng mọc răng nanh dài ra ngoài, mặc cốt giáp màu trắng, miệng to, cười hỏi. Ngưu lâm đội trưởng, không phải là ta không chịu nói cho huynh đệ, quả thực chính ta cũng không biết. Ngươi cũng đừng có gấp, lúc này người còn chưa tới đủ, chờ đến đông đủ, thành chủ đại nhân tự nhiên sẽ nói mà. Thần Dương cười đáp, người nọ nghe vậy, chỉ cười một tiếng, cũng không nói gì nữa. Lúc này, cửa chủ điện được một nam tử trên mặt xăm sừng châu chậm rãi đẩy ra, sau đó liền có ba người lục tục đi vào. Trong đó người thứ nhất tiến vào, chính là tên độc giác đại hán, Hàn Lập nếu ở đây thấy nhất định sẽ không xa lạ, chính là người mà ngày thường chủ trì chém giết ở huyền đấu trường khu thứ 9. Theo sát phía sau gã tiến vào chính là hai tên nam tử ma tộc mặc trường bào đỏ thấm, một người mặt tròn, một người mặt chữ điền, trong tay mỗi người cầm một quyển sách thật dày, còn có một cây bút lông đỏ thắm thẳng tắp, chính là hai tên điển lục quan quản lý ghi chép. Thần Đại ca, trừ mấy người đi săn thú ra ngoài, đều đã đến đông đủ. Đợi cả ba người đi vào, tên thanh niên xăm mặt đẩy cửa nhìn về phía Thần Dương, truyền âm nói. Thần Dương im lặng gật đầu một cái, thanh niên kia liền đi ra ngoài, đóng cửa đá lại. Đợi đến khi ba người độc giác đại hán ngồi xuống, Thần Dương vẫn không cuống cuồng mở miệng, mà chỉ yên lặng nhìn đánh giá mọi người trong đại điện. Một lát sau, rốt cuộc có người nhịn không được một tên nam tử ma tộc mặt như táo mọng đầu mọc hai sừng mở miệng cao giọng hỏi thần dương tiểu tử ngươi dở cho quỷ gì vậy triệu tập mọi người tới đây nói thành chủ đại nhân có chuyện quan trọng muốn tuyên bố sao nửa ngày rồi cũng không thấy thành chủ hiện thân lời vừa nói ra tiếng huyên náo bên trong đại điện cũng theo đó giảm xuống mọi người cũng đều đưa mắt nhìn sang thần dương bên này hùng bi đội trưởng mới trở thành chủ đại nhân chốc lát cũng không chịu được không bằng uống nhiều thêm mấy hớp máu hoa lân thú chờ thêm một chút ngày thường thành chủ đại nhân cũng không cho chúng ta loại đồ uống này a à. thần dương cũng không tức giận cười nói tên nam tử mặt đỏ hùng bi đầu sinh hai sừng sau khi nghe xong bưng lên ly đá đầy lại uống một gấp thú huyết đến khi bọn họ uống thú huyết trong ly đá không sai biệt lắm thần dương mới chậm rãi đứng lên đi tới bàn đá chủ vị nơi đó ngày thường chỉ có đỗ thanh dương mới có thể ngồi đại mã kim đao ngồi xuống mọi người lúc đầu cũng không chú ý rất nhanh liền bị cử động vô cùng lợi hại không hợp lý này của gã hấp dẫn ánh mắt, từng người thần sắc của quái nhìn sang bên này, toàn bộ đại điện nhanh chóng yên tĩnh lại. Thần Dương, sao người dám ngồi chỗ đó, không phải là muốn chết chứ? Lúc này, tên nam tử răng nanh tên là Mưu Lâm trượt vỗ bàn một cái, đứng lên, giận dữ nói. Đồ khốn, còn không mau đi xuống. Tiếp theo, lại có hai tên đội trưởng thủ thành đứng lên, trợn mắt nói. Thần Dương thấy vậy, vẫn bất động thanh sắc, chỉ lười biếng rũi người, từ từ ngồi thẳng dậy. Chư vị chớ cuốn cuồng, lại nghe ta nói một câu. Thành chủ đại nhân hôm nay muốn tuyên bố chuyện trọng yếu, chỉ có một chuyện. Nói tới chỗ này, gã dừng lại, ánh mắt chậm rãi quét về phía mọi người. Những người trong điện cũng không biết hôm nay thần dương nổi biên định làm gì, từng người liền an tĩnh chờ gã nói. Đỗ thanh dương hắn tự thấy đức không xứng vị, nên nhường trước thành chủ này cho ta. Thần dương vừa nói xong, nhất thời thật giống như bắn nước vào chảo dầu, ruộng khô vang tiếng sấm, toàn bộ đại điện lập tức nổ tung. Ngươi đang nói gì, nhường ngôi cho ngươi, chân mày hùng bi cao lại, cất giọng hỏi, ngươi là thứ gì, cũng dám hy vọng xa vời trước thành chủ. Một người khác cao giọng quát lên, thần dương, ngươi đang muốn tạo phản sao, ngưu lâm một cước đá văng ghế đá bên chân, tàn khốc nói. Điên rồi, hắn nhất định là điên, ầm ừ một thanh âm vang lên, thần dương vỗ một trường vào bàn đá, cũng chợt đứng lên. Bàn đá hội nghị nhất thời két két vang dội, từng vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra. Mọi người thấy vậy, dối giết kinh hãi đứng lên, chư vị đồng liêu, các người không ngại nhìn bằng chứng của thành chủ đại nhân chứ, xem một chút thần mỗ ta nói có phải là bị điên không. Ánh mắt thần dương quét qua mọi người, lạnh giọng nói. Thành chủ đại nhân ở nơi nào, ta muốn gặp hắn. Ngưu lâm cao giọng quát lên, muốn gặp thành chủ, chuyện này không thành vấn đề. Khóe miệng thần dương nở một nụ cười, giơ tay lên đẩy một cái hộp đá màu đen đặt ở trước người gã liền bị một trưởng của gã đẩy ra, lộn trên bàn mấy vòng, nắp hộp phốc một tiếng mở ra, đồ bên trong cũng theo đó rất ra. Bất ngờ chính là một đầu lâu tràn đầy vết bẩn, đứt lìa thành hai khúc. Mọi người thấy vậy đều cả kinh, hai mắt ngưu lâm trợn tròn, cố nén kinh hãi trong lòng, giơ tay lên vẹt đám tóc rối bởi che nửa đoạn đầu lâu ra, lộ ra bên dưới một gò má bẩn thỉu không trọn vẹn, đúng là thanh dương thành chủ đỗ thanh dương. Thành chủ, hùng bi thét lên kinh hãi mọi người dối rít biến sắc, trong nháy mắt phản ứng của tất cả đều không giống nhau. Trong đó chỉ có mấy người mưu lâm, hùng bi trợn mắt đối mặt, đại đa số người còn lại thì sợ hãi không thôi, tỏ ra mờ mịt không biết làm sao. Hai tên điển lục quan quản lý ghi chép liếc nhìn nhau, tay bưng sách cầm bút, bắt đầu nhịn không được run rẩy. Ngược lại ánh mắt tên độc giác đại hán trầm tĩnh, xem như chấn định. Người dám phạm thượng, thần dương, người đáng chết, ánh mắt mưu lâm run lên, cắn răng nói. Chư vị, thành chủ đã chết, hung phạm chính là thần dương, bọn ta hợp lực đánh chết hắn, trả thù cho thành chủ. Ánh mắt hùng bi lóe lên, mở miệng nói. Lời vừa nói ra, mọi người chố mắt nhìn nhau, lại không có mấy người dám can đảm tiến lên. Đỗ Thanh Dương có thể trở thành người đứng đầu một thành, chính là dựa vào võ lực chấn nhiếp, người trung thành với y tự nhiên cũng có, nhưng dẫu sao cũng không phải là tất cả mọi người. Người nào có thể giết kẻ gian này, mưu lâm ta nguyện phụng người đó làm tân thành chủ. Mắt thấy vậy, mưu lâm quát to một tiếng. Lời vừa nói ra, không khí trong điện nhất thời biến hóa vi diệu, rất nhiều người bắt đầu nhao nhao tiến lên, vây thần dương vào giữa. Muốn giết ta, các người có thể làm được sao? Thần sắc thần dương không thay đổi, cao giọng hỏi. Dứt lời, cửa đá đại điện chợt mở ra, tên thanh niên xăm mình dẫn theo mười mấy tên nam tử trẻ trung khỏe mạnh mà cốt giáp vọt vào, vây đám người mưu lâm vào giữa. Thần dương, chỉ bằng những tạp binh lâu la này, người cũng muốn mưu phản. Hùng bi cười nhạo nói, vừa dứt lời, Hai quả đấm của y nắm chặt, một cỗ cương khí trên người phóng ra ngoài, trên người ầm phanh vang dội, từng chỗ huyền khiếu sáng lên. Nhưng mà, bất quá mười mấy tiếng sau, thanh âm này liền ngừng lại. Trên người Hùng Bi không những không có huyền khiếu sáng lên nữa, ngược lại người mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất. Tiếp theo, bên trong đại điện tiếng ngã xuống đất vang lên liên tục không ngừng, từng bóng người liên tục ngã xuống, nằm ngổn ngang đầy đất, những người còn đứng cũng chỉ còn lại có thần dương cùng đám người thanh niên hình xăm kia trong máu hoa lân thú có, có cốt phấn bạch huyền thú, hùng bi gượng chống nửa người trên, run giọng nói, thần dương bưng ly thú huyết của mình lên, đi tới bên người hùng bi, tưới lên mặt y. Bây giờ mới biết, không cảm thấy quá muộn sao, thần dương cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, hùng bi than thở một tiếng, nằm té xuống, thần dương không để ý đến y, chậm rãi đi qua người y, mở miệng nói, chư vị, bây giờ nói thế nào nhỉ? Ai là cốt ngạnh trung thần, vậy đi theo đỗ thanh dương đi, còn lại thì cùng ta xây dựng Thanh Dương thành thật tốt. Bên trong đại điện, yên lặng như tờ, một mảnh tĩnh mịch. Bên trong thiên điện cạnh đó, xem ra cốt đạo hữu người dự đoán không sai, thần dương này đã sớm bố trí, để cho chúng ta ở trong thiên điện này, cũng không phải là muốn chúng ta xuất thủ trợ giúp, mà chỉ để biểu diễn một ít thủ đoạn của hắn cho chúng ta thấy mà thôi. Hàn Lập nghe động tĩnh trong đại điện, cười nói, ngay đó ta sở dĩ lựa chọn mưu đồ cùng người này, cũng là vì nhìn ra dã tâm của hắn không nhỏ cũng không phải là người chịu ở dưới người khác. Mưu đồ cùng loại người này, tuy có thể đạt được hiệu quả, nhưng hơi lơ là, sẽ bị cắn trả a. Cốt thiên tầm nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, lúc này trong đại điện, trải qua dây lát yên tĩnh ngắn ngủi, thanh âm thần dương bỗng nhiên vang lên. Chư vị yên tâm, phàm là người nguyện ý đi theo ta, ngày sau ta sẽ cho các ngươi nhiều hơn so với đỗ thanh dương, tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Bất quá nếu hai lòng, vậy chính là tự tìm đường chết. Vừa nói xong, thân hình gã mơ hồ một cái nhanh chóng đi tới bên cạnh lão giả vóc người thấp lùn gầy nhom một cước trùng trùng đạp xuống trực tiếp đạp cổ tay phải lão thành một mảnh huyết nhục mơ hồ trong miệng lão phát ra tiếng rên rỉ bàn tay nắm chặt chậm rãi mở ra bên trong lộ ra một khối bạch cốt kỳ dị lớn chừng bàn tay tinh cốt bạo lân thú ẩn chứa tinh thần lực đậm đặc như vậy quả thực hiếm thấy ngô hằng đạo hiếu ngày xưa không hiểu sao ngươi lại trung thành với đỗ thanh dương như vậy lại còn muốn bạo tinh cốt này liều chết trọng thương ta thần dương nhặt khối bạch cốt kia lên chậm rãi nói đỗ thành chủ có ơn cứu mạng ta nếu sinh thời không thể tận tụy báo đáp thì chết tận trung vậy muốn chém muốn giết cứ làm hà tất nhiều lời lão giả cắn chặt hàm răng vô lực nói thần dương người cho là giết đỗ thành chủ là có thể cướp được vị trí thành chủ sao chủ thành bên kia há để loạn thần tạc tử như người làm loạn chỉ cần chủ thành điều đến một người khác kết quả của ngươi cũng không được tốt đẹp a à. hùng bi nhắm hai mắt cười lạnh nói ha ha thật đúng là làm phiền hai vị lo nghĩ thay ta đáng tiếc huyền thành bên kia lúc nào lại để ý hỗn loạn của thành trì phụ thuộc chỉ cần mỗi lần cống phẩm không chậm bọn họ sẽ quan tâm đến thanh dương thành chủ họ đỗ sao thần dương cười lớn nói thôi người giết ta đi ngô hằng nghe vậy trong lòng minh bạch trên mặt lộ ra nụ cười sâu thẳm nói lão vừa dứt lời thần dương một quyền đánh nhanh xuống đánh vào trên bụng lão một tiếng nổ đùng vang lên thân thể ngô hằng bỗng nhiên nổ tung huyết tương nhục thân nổ văng tứ tán, tử trạng thê thảm vô cùng. chương 890, thiên sát chấn ngục công, như người mong muốn, thần dương nói, chậm rãi thu lại nắm đấm, ngồi sổ người xuống từ từ lau sạch tay dính máu trên quần áo hùng bi. Hai mắt hùng bi trợn lên, thân thể không kìm được run rẩy trong lòng hiện ra một loại sợ hãi đã lâu. Ngồi cách đó không xa, hai tên điển lục quan không cách nào nhúc nhích, nhưng thân thể vẫn run rẩy không thôi. Bọn họ không ngờ thần dương ngày thường mặt mày vui vẻ chào đón bọn họ, không ngờ giờ lại ngoan lệ như vậy ta ta nguyện đi theo thần dương đội trưởng không thần dương thành chủ điền lục quan mặt tròn thứ nhất mở miệng hô lớn ta cũng nguyện đi theo thần dương thành chủ điền lục quan mặt chữ điền cũng vội nói theo sau ta nguyện ý ta cũng nguyện ý trong mắt thần dương lộ ra một vòng ý cười hài lòng thong thả bước tới bên người mưu lâm gã cúi người xuống cười hỏi mưu đạo hữu người thì sao ta ta nguyện ý mưu lâm thở dài một tiếng nói ha ha người nguyện ý nhưng mà ta lại không muốn sát ý chợt lóe trong mắt thần dương bất chợt gã nâng lên một quyền đập xuống đầu y chỉ nghe bành một tiếng đầu mưu lâm vang lên một tiếng vỡ giống như quả dưa hấu chín vỡ bung ra trong đại điện lần nữa trở nên yên tĩnh nỗi sợ trong lòng mọi người vào lúc này được đẩy lên đến mức cao nhất người đã quy hàng cũng khó thoát khỏi cái chết thần đạo hữu muốn giết cứ giết cần gì phải đùa bớn chúng ta như vậy lúc này tên độc giác đại hán kia đột nhiên mở miệng nói ha ha xem ra còn có người không sợ chết thần dương xoay chuyển ánh mắt nhìn về người nọ nói chết đương nhiên là sợ chỉ là bị ngươi trêu đùa như vậy mà chết không đáng giá lắm độc giác đại hán thản nhiên nói nhớ không lầm người tên là hiên viên hành đúng không ánh mắt thần dương nhìn về người nọ chân mày cao lại hỏi khó tin là thần đạo hữu lại biết tính danh thô bỉ của tại hạ độc giác đại hán nhàn nhạt nói rất tốt sau này công việc tuần tra thanh dương thành do mưu lâm quản lý cứ giao cho ngươi phụ trách thần dương gật đầu một cái nói độc giác đại hán nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút những người khác trong đại điện cũng dối rít cho là mình nghe lầm người người nghi hoặc không thôi tên mưu lâm tâm tính nham hiểm vừa rồi lại hiệu triệu mọi người chu diệt ta quả thật là tướng lang sói đương nhiên ta không thể giữ hắn những người còn lại chỉ cần nguyện ý thành tâm thần phục ta thì toàn bộ đều có thể giữ được mạng thần dương cao giọng nói chúng ta thàn tâm nguyện ý thần phục thần dương thành chủ điển lục quan mặt tròn dẫn đầu gào lên theo sát phía sau những người còn lại cũng nhao nhao hô to lên trong nhất thời âm thanh như nước thủy triều bên trong thiên điện bên cạnh triệu ân uy tịnh thi này của thần dương lại vừa đúng lúc như vậy cho dù những người này còn hai lòng chỉ sợ cũng không dám lỗ mãng nữa hàn lập như có điều suy nghĩ nói vẫn chưa xong đâu cốt thiên tầm cười nói ồ hàn lập ngẩn ra trong đại điện thanh âm tuyên thể thần phục dần dần nhỏ xuống, là do thần dương giơ tay tỏ ý mọi người an tĩnh. Y đi tới trước người hùng bi, cúi người nhìn gã, cười hỏi. Đại nạn không chết, có lời gì muốn nói không? Thần đạo hiếu, không, thần thành chủ, ngươi cũng biết, ta khác tên mưu lâm kia, không có dã tâm gì, là thật tâm quy hàng ngươi. Hùng bi đã sớm như chim sợ cành cong, môi run rẩy nói. Ừ, coi như đây là lời từ đáy lòng ngươi vậy. Thần Dương gật đầu một cái, nói hùng bi nghe vậy trong lòng an tâm một chút lúc gã đang muốn nói chuyện lại nghe thấy thần dương tiếp tục nói bất quá vì để ngừa vạn nhất cũng nên dùng chút thủ đoạn đi dù sao thủ đoạn cấm chế vẫn đáng tin hơn lời thề từ miệng dứt lời y liền móc trong tay áo ra một thạch bình màu đen đặt trên lồng ngực hùng bi rồi mở nắp bình ra chỉ thấy một con rết màu đen dài ba tấc chậm rãi bỏ ra từ bên trong bò dọc theo quần áo gã dễ dàng cắn phá da của gã chui vào trong hắc kiếp trùng trong lòng hùng bi kêu gào một tiếng ngoài miệng không dám oán hận nửa câu chỉ có thể vô lực nhắm hai mắt lại những người khác cũng không khác gì cá nằm trên thớt đương nhiên không dám cãi lại chút nào bàn tay thần dương vung lên thanh niên hình xăm kia và những người khác nhanh chóng lấy một thạch bình màu đen từ trong tay áo ra thả hắc kiếp trùng vào đám người nằm trên đất tin rằng chư vị cũng không lạ gì hắc kiếp trùng công hiệu của nó thế nào cũng không cần ta nói nhiều chứ hiện đỗ thanh dương đã chết người có thể giải hắc kiếp trùng này cũng chỉ có mình ta sau này ai lập công, ta sẽ tự mình giúp giải trừ trùng này. Ánh mắt thần dương quét qua mọi người, mở miệng nói. Những người đó giờ phút này vẫn tê liệt ngã trên đất đất, đương nhiên chỉ có thể mặc cho hắc kiếp trùng chiếm cứ vùng ngực, dối rít mở miệng nói vâng. Một trận chiến đoạt vị, rốt cuộc chấm dứt ở đây, thần dương được như ý nguyện, leo lên trước thành chủ. Chẳng qua, bởi vì vài đội ngũ ra ngoài săn thú chưa trở lại, thần dương không lập tức cử hành buổi lễ, mà giữ kín nội biến trong thành, định sau khi thu thập xong toàn bộ xong sẽ cử hành nghi thức đăng vị. Sau đó chỉ cần lấy một phần hậu lễ từ bảo khố của Đỗ Thanh Dương đưa đến huyền thành, thần Dương liền có thể trở thành hàng thật giá thật, danh chính ngôn thuận leo lên trước thành chủ Thanh Dương Thành. Đối với toàn bộ chuyện này, Hàn Lập không có hứng thú, ngày đêm đó liền trở lại chỗ ở của mình tại huyền đấu trường. Trong toàn bộ thế cục hỗn loạn, mặc dù hắn ở chính giữa tâm bão nhưng lại cùng cốt thiên tầm núp sau lưng thần Dương. Cho nên trừ thần Dương và giải đạo nhân ra, toàn bộ những người khác đều không biết bọn họ ở trong trận chiến đoạt vị này đóng dạng nhân vật gì thần dương vốn định mang hai người hàn lập ra khỏi huyền đấu trường để bọn họ lấy thân phận khách khanh bí mật ở lại thanh dương thành nhưng lại bị hai người bọn họ đồng thời từ chối cốt thiên tầm và hàn lập đều chọn lấy thân phận ban đầu tạm thời ở lại huyền đấu trường sau khi hàn lập chứng thực được lời nói từ trong miệng thần dương là tử linh đúng là chưa từng xuất hiện trong thanh dương thành liền dự định ở lại một thời gian rồi rời khỏi chỉ là trước khi rời đi hắn còn có chút chuyện cần xác định rõ với giải đạo nhân. Ban đêm, trong phòng hàn lập đèn đốt sáng trưng, hắn đang ngồi xếp bằng một góc trên giường đá, tay đang cầm một pho tượng ma thần ba đầu sáu tay, lật tới lật lui tra xét. Chỉ thấy mi tâm hắn chợt lóe một đạo tinh quang từ đó bắn ra, chui vào trong bức tượng. Bức tượng màu đen kia lập tức như lúc trước, tay chân khua múa 12 loại tư thế cổ quái, sau lưng cũng theo đó xuất hiện loại chữ viết kỳ dị hắn không biết. Nhìn một lát, chân mày hàn lập càng nhíu chặt, thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Ngay lúc này, bên ngoài cửa đá bỗng truyền tới tiếng gõ cửa. Chân mày hàn lập cao lại, đứng dậy mở cửa đá nặng nề ra, ngay sau đó thân ảnh ngoài cửa lắc mình tiến vào. Giải đạo hiểu, rốt cuộc ngươi đang dở trò quỷ gì vậy? Hàn lập đóng cửa đá lại, nhìn về phía thân ảnh quen thuộc kia, mở miệng hỏi. Thời gian của ta không có nhiều, chúng ta nói chính sự trước. Giải đạo nhân xoay người lại, nhìn về phía hàn lập, vẻ mặt trịnh trọng nói hàn lập nhìn giải đạo nhân trước mắt chẳng biết tại sao trong lòng bỗng nhiên hơi giật mình chỉ cảm thấy người trước mắt này đột nhiên trở nên có chút xa lạ không giống với giải đạo nhân hắn biết trước đây cũng không giống giải đạo nhân hắn thấy trong ngày ngươi dùng thần niệm dò xét pho tượng rồi ánh mắt giải đạo nhân rơi trên pho tượng trong tay hàn lập mở miệng hỏi hàn lập gật đầu một cái không nói gì lực lượng thần niệm của ngươi vượt xa đỗ thanh dương hắn chỉ có thể mơ hồ thấy động tác pho tượng biến hóa mà ngươi thì hẳn là có thể thấy chữ viết xuất hiện bên trong. Giải đạo nhân tiếp tục nói, pho tượng tổng cộng có 12 loại tư thế, tương đương sẽ xuất hiện 12 đoạn văn, nhưng ta không nhận ra. Hàn Lập nói như thế, pho tượng kia có tên là Thiên Sát Tượng Thần, chính là thần chỉ cổ xưa đã thờ phụng từ lâu trong ma vực, giờ đã sớm thất truyền. Chữ viết ghi lại trong pho tượng cùng loại với một cổ văn huyền văn đã thất truyền. Giải đạo nhân gật đầu một cái, nói nhanh, huyền văn, sau khi Hàn Lập nghe xong, hơi nhíu mày, trầm ngâm nói. Nội dung huyền văn khi chép trong pho tượng chính là một môn công pháp luyện thể cao thâm, được đặt tên là thiên sát chấn ngục công. Công pháp này tổng cộng có 12 tầng, 3 tầng đầu tiên của toàn bộ công pháp đều ở bên trong pho tượng này. Giải đạo nhân tiếp tục nói, nếu ngươi để ta chọn pho tượng này, như vậy bộ thiên sát chấn ngục công nhất định là có chỗ độc đáo chứ. Trong lòng hàn lập động một cái, hỏi, những điển tịch công pháp kia nhìn như hoa lệ, nhưng chỉ có thể đả thông nhiều nhất hơn 300 huyền khiếu, thiên sát chấn ngục công thì khác, có thể đả thông 450 huyền khiếu. Giải đạo nhân nói, 450 huyền khiếu, chân mày hàn lập cao lại, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Chỉ cần tu thành ba tầng công pháp bên trong một pho tượng thì có thể đả thông 450 huyền khiếu. Nếu ngươi có thể tìm được ba pho tượng khác, tu thành 12 tầng công pháp, thì đả thông được 1.800 huyền khiếu. Sắc mặt giải đạo nhân không thay đổi, rừng dưng nói. Sau khi Hàn Lập nghe xong, trong lòng chấn động mạnh, Hồi lâu không nói thành lời. Sở dĩ để ngươi chọn công pháp này, còn có một chỗ tốt quan trọng hơn, đó là khi tu luyện công pháp này, mỗi tầng cần luyện hóa một loại lực lượng chân linh huyết mạch, trợ giúp quán thông huyền khiếu. Nếu người khác tu luyện công pháp này, hơn phân nửa chân linh huyết mạch hỗn tạp trong cơ thể xung đột, phải mạo hiểm cực lớn. Mà ngươi thì khác, bản thân ngươi cũng đã thông qua kinh chập thập nhị biến luyện hóa sơ bộ rất nhiều chân linh huyết mạch, hơn nữa có thể khiến chúng ở chung hài hòa nguy hiểm khi tu luyện công pháp này sẽ giảm đi rất nhiều. Giải đạo nhân tiếp tục nói, lực lượng chân linh huyết mạch, bước đầu luyện hóa, đây là ý gì? Hàn lập nhướng mày một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi. Chính là ý trên mặt chữ, việc ngươi luyện hóa chân linh huyết mạch ở linh giới cũng chỉ là biện pháp thô thiền. Bên trong thiên sát chấn ngục công này có phương pháp luyện hóa cao đẳng, có thể giúp ngươi hoàn toàn luyện hóa lực lượng chân linh huyết mạch nguyên bản trong cơ thể. Đến lúc đó không chỉ có thể giúp quán thông huyền khiếu, cũng có thể giúp lực lượng huyết mạch của ngươi càng thêm cường đại hơn. Giải đạo nhân giải thích, thì ra là như vậy. Sau khi Hàn Lập nghe xong, gật đầu nói, "Bây giờ, ta sẽ bắt đầu dạy ngươi đọc huyền văn thế nào? Thời gian của ta không nhiều, giờ hãy bắt đầu đi." Giải đạo nhân đi tới mấy bước, nói, "Không đợi Hàn Lập đáp ứng, y liền dùng thần niệm bắt đầu nói. Chương 891, đột nhiên tăng mạnh, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, giải đạo nhân thu hồi thần niệm, mở miệng nói ra, còn một ít thời gian, người có gì muốn hỏi không, cứ hỏi đi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hàn Lập trực tiếp hỏi một câu đã bao gồm hết thảy vấn đề nghi hoặc. Tại Thanh Dương nội thành này, ta dần dần nhớ ra rất nhiều sự tình, có một số việc vô cùng. Trọng yếu, tóm lại, ta sẽ tạm thời đi theo bên cạnh thần Dương, chuẩn bị làm một đại sự. Sau đó, ta sẽ tiến về huyền thành, đến lúc đó ngươi cũng đi tới là được. Giải đạo nhân suy nghĩ một lát, mở miệng nói ra. Ta vốn cũng định ly khai thanh dương thành, vừa tìm hiểu tin tức tử linh, vừa tiến về huyền thành, thạch xuyên không còn ở bên đó, ta không thể không quản. Ngươi đã nói như vậy, ta liền đi theo ngươi đến chỗ đó. Bất quá hồi nãy ngươi có nói, ngươi đang mưu tính đại sự, rốt cuộc là chuyện gì? Hàn lập nhíu mày hỏi, bây giờ còn chưa phải lúc nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần mau chóng tu luyện thiên sát chấn ngục công, tận hết sức tăng thực lực của ngươi lên, như vậy mới có thể đối phó chuyện phát sinh sắp tới. Giải đạo nhân lắc đầu, nói ra, khi nào ngươi đi huyền thành, Hàn Lập lại hỏi, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết, bất quá trong 3-4 năm tới chắc sẽ chưa đi, trong khoảng thời gian này ngươi nhớ tranh thủ thời gian. Giải đạo nhân chậm rãi nói ra, Hàn Lập cho mày, đang muốn hỏi thêm thì giải đạo nhân khoát tay áo với hắn. Đã đến giờ rồi, vừa dứt lời, giải đạo nhân liền quay người đi ra cửa đá. Ánh mắt Hàn Lập hơi trầm xuống, sau khi suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng không hiểu ra sao đành lắc đầu. Hắn trở lại trong phòng khoanh chân ngồi xuống, thông qua huyền văn trước đây giải đạo nhân truyền thụ, bắt đầu suy diễn những ghi chép về thiên sát chấn ngục công trong pho tượng thần bí. Chợt nhìn lại, môn công pháp này cực kỳ cao thâm, vượt xa đại chu thiên tinh nguyên công, vũ hóa phi thăng công cùng đại lực kim cương quyết, mượn nhờ lực lượng chân linh huyết mạch trùng kích huyền khiếu, càng thêm huyền diệu. Hôm nay mặc dù hắn biết pháp môn tu luyện, nhưng có nhiều chỗ khó hiểu, lập tức tập trung tư tưởng yên lặng suy nghĩ. Trọn vẹn ba ngày ba đêm sau, Lúc này Hàn Lập mới mở to mắt, miễn cưỡng hiểu thấu đáo tầng thứ nhất bộ thiên sát chấn ngục công, sau đó lập tức bắt tay vào tu luyện. Hắn lấy ra một quả thú hạch ăn vào, chậm rãi vận chuyển thiên sát chấn ngục công, cùng lúc 36 chỗ huyền khiếu ngay ngực bụng chậm rãi sáng lên, giống như từng ngôi sao chấp động. Trong công pháp thiên sát chấn ngục công, tầng thứ nhất là phương pháp mở ra 150 chỗ huyền khiếu, hơn nữa những huyền khiếu này đều tập trung ở vị trí ngực bụng. Tầng thứ nhất công pháp là trúc cơ, cho nên huyền khiếu liên quan đến đều tập trung ở ngực bụng, có tác dụng cường tráng thể phách, tăng cường căn cơ thân thể chỉnh thể, cũng không có hiệu quả tăng cường tốc độ như vũ hóa phi thăng công, hay là cường hóa hai cánh tay như đại lực kim cương quyết. Giống như thần thông vũ hóa phi thăng công, đại lực kim cương quyết, phải chờ tới tầng thứ hai mới có thể tu luyện. Bất quá Hàn Lập cũng không bất ngờ với chuyện này. Hôm nay hắn đã tu luyện và lý giải huyền tu qua nhiều năm, biết rõ một môn công pháp luyện thể quan trọng nhất chính là bộ phận trúc cơ, lúc trúc cơ đã thông càng nhiều huyền khiếu, căn cơ càng dày, ngày sau thành tựu sẽ càng lớn. Trước kia hắn chỉ đã thông 36 huyền khiếu, nhưng lại mạnh mẽ hơn những người đã thông huyền khiếu nhiều hơn hắn, hơn phân nửa nguyên nhân là vì đại chu thiên tinh nguyên công, tu luyện 36 chỗ huyền khiếu, toàn bộ đều là huyền khiếu trúc cơ, đó là nguyên nhân căn cơ nhục thể của hắn hùng hậu vượt xa những người khác. May mà hắn lấy được pho tượng từ chỗ Đỗ Thanh Dương, chính là ba tầng trước, lại không biết trong pho tượng của chiếu cốt chân nhân chứa mấy tầng công pháp, Hàn lập vận công luyện hóa thú hạch trong cơ thể, trường thiên bình trong bụng chấn động mạnh một cái, một cỗ lực lượng tinh thần từ trong đó tuôn ra. Cỗ lực lượng tinh thần này to lớn dị thường, hơn nữa cực kỳ tinh thuần, vượt xa lực lượng tinh thần mà hắn luyện hóa thú hạch có được. Hắn khẽ giật mình, lập tức vừa mừng vừa sợ, lúc trước trong già la huyết trận, lúc bản thân sắp không chịu nổi thì trường thiên bình đột nhiên tự vận chuyển, hấp thu lực lượng tinh thần trong cơ thể đám người đỗ thanh dương. Hắn vốn tưởng những lực lượng tinh thần kia đã bị Trưởng Thiên bình cắn nuốt sạch sẽ, không ngờ hôm nay vậy mà nhả ra toàn bộ, có thể trợ giúp hắn tu luyện. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng vận chuyển Thiên Sát Chấn Ngục công, luyện hóa cỗ lực lượng tinh thần tinh thuần cuồn cuộn không dứt này. Cùng lúc đó, hắn lặng yên vận chuyển lực lượng chân linh huyết mạch trong cơ thể, phụ trợ trùng kích huyền khiếu. Chỉ thấy o o -N, n g một tiếng, trên thân hắn hiện ra các màu sáng chói mắt, hư ảnh chân long, thiên phượng, sơn nhà cử viên vân, vân Hiện ra bay múa quanh người hắn, đuôi lông mày hắn hơi động một chút, trong miệng phát ra một tiếng kêu nhẹ. Lúc trước tại Huyền đấu trường, hắn nhiều lần thử thúc dục chân linh huyết mạch, nhưng một mực không thể nào thành công, chân linh huyết mạch trong cơ thể tựa hồ bị lực lượng nào đó ngăn chặn, nhưng bây giờ không cần tốn nhiều sức liền thi triển ra. Là do già la huyết trận lúc trước ảnh hưởng, hay là nguyên nhân nào khác? Hàn lập lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, có thể gọi ra chân linh tức là mình có thể theo lời giải đạo nhân. Luyện hóa lực lượng chân linh huyết mạch. Từng hư ảnh chân linh xoay quanh người hắn, cũng không phải chín đạo như trước, mà là 10 đạo, nhiều ra một hư ảnh chân linh màu trắng. Chân linh màu trắng này là một bạch xà cực lớn, thân thể uốn lượn như rồng, toàn thân trắng nõn như ngọc, hai mắt có màu huyết hồng, dường như trong bạch ngọc lại điểm hai viên châu màu đỏ tươi, không chỉ không có cảm giác khát máu dữ tợn, ngược lại càng thêm thần tuấn. Hàn Lập nhìn chân linh bạch xà, ánh mắt chớp động không thôi. Ngày đó già la huyết trận nghịch chuyển, tinh huyết trong cơ thể Đỗ Thanh Dương lại tràn vào trong cơ thể hắn. Chân linh bạch xà này chính là một loại chân linh huyết mạch trong cơ thể Đỗ Thanh Dương, cũng theo giả la huyết trận nghịch chuyển, chảy vào trong cơ thể của hắn. Hàn lập nhận ra chân linh bạch xà này tên là đằng xà. Không biết là trùng hợp, hay là nguyên do gì khác, chân linh đằng xà này cũng là một trong kinh chập thập nhị biến. Hàn lập nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, người hư ảnh chân linh chấp động quanh người hắn rồi biến mất, chỉ còn lại hư ảnh chân linh đằng xà kia, quấn quanh trên người hắn. Lực lượng chân linh đàng xà nhẹ nhẹ từ trong cơ thể hắn lộ ra, chậm rãi chảy đến một chỗ huyền khiếu khép kín giữa ngực và bụng hắn. Huyền khiếu khép kín vốn chắc chắn vô cùng, chỉ có thể lấy ngoại lực như lực lượng tinh thần chậm rãi mài rũa, mới có thể mở ra từ từ. Lực lượng chân linh dường như dòng nước vô hình, từng giọt từng giọt dần dần thẩm thấu vào. Lực lượng chân linh dung nhập vào huyền khiếu khép kín, cánh cửa đóng chặt lập tức giãn ra rất nhiều, từng trận lực lượng tinh thần lập tức chen chúc vào, trùng kích chỗ huyền khiếu này. Đuôi lông mày hàn lập nhảy lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lấy lực lượng chân hỗ trợ, tốc độ mở ra huyền khiếu quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Bất quá rất nhanh, hắn không cười nổi, lực lượng tinh thần bên trong trường thiên bình chen chúc ra càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều, lại làm cho hắn có loại cảm giác không biết phải làm thế nào. Những thứ lực lượng tinh thần này đã bị trường thiên bình dẫn dắt, cũng không có tràn ra ngoài cơ thể, mà bắt đầu tích trữ trong kỳ kinh bát mạch cơ thể hắn. Toàn thân Hàn Lập dần dần bị lực lượng tinh thần tràn ngập, làn da hiện ra một tầng hào quang tinh thần, cả người hắn mơ hồ hóa thành một khối tinh thạch hình người. Hắn cảm thấy toàn thân tựa hồ nước thuốc bị hỏa thiêu, từng nơi trên thân truyền đến cỗ đau nhức kịch liệt, so với ngày đó tại Già La huyết trận thừa nhận vô số tinh huyết chảy ngược vào càng thêm thống khổ. Hàn Lập ngoài thống khổ, trong lòng cũng nổi lên một tia kinh hoàng. Giờ phút này thân ở Tích Lân không cảnh, tiên linh lực không thể sử dụng, nếu như toàn thân thể tinh hóa khả năng sẽ phải vẫn lạc ở nơi này rồi vốn tưởng rằng lực lượng tinh thần bên trong trường thiên bình thôn là chuyện thiên đại hảo sự chưa từng nghĩ tới phúc này lại là họa hơi không cẩn thận chỉ sợ lâm vào vạn kiếp bất phục giờ khắc này hàn lập cắn răng một cái bất chấp dựa theo thiên sát trấn ngục công từng bước tu luyện hết sức thúc giục công pháp này đồng thời trùng kích năm chỗ huyền khiếu trùng kích huyền khiếu cần lực lượng cực mạnh hơi không cẩn thận sẽ bị nghịch chuyển làm tổn thương huyền khiếu nhưng giờ phút này sống chết trước mắt, hắn cũng bất chấp. Đồng thời trùng kích mấy chỗ huyền khiếu, lực lượng tinh thần tiêu hao cũng lập tức tăng nhiều, miễn cưỡng ngang với lực lượng tinh thần trong trường thiên bình tuôn ra, xu thế thân thể tinh hóa chậm rãi ngừng lại, nhưng cũng không có biến mất. Đáy lòng hàn lập thở nhẹ một hơi, ra sức vận chuyển thiên sát chấn ngục công, vừa để cứu mạng, vừa tu luyện. Hơn một tháng trôi qua rất nhanh, không biết có phải vì thần dương ra lệnh hay không, trong thời gian này cũng không có người tìm đến mình tham gia huyền đấu, kỳ thật hôm nay hàn lập cũng không để ý đến những thứ này thân thể của hắn vẫn như cũ bảo trì bộ dạng bán kết tinh hóa năm điểm tinh quang trước ngực rung rung chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ một chỗ huyền khiếu đại phóng tinh quang bỗng nhiên quán thông mặt khác phía trên những huyền khiếu chung quanh cũng chấp động tinh quang khoảng cách đả thông cũng còn không xa nữa nhưng hàn lập giờ phút này chẳng thể mừng rỡ nổi bởi vì lực lượng tinh thần bên trong trường thiên bình tuôn ra chẳng những không có yếu bớt ngược lại càng ngày càng nhiều Đáng chết, rốt cuộc trường thiên bình đã hấp thu bao nhiêu lực lượng tinh thần. Trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng, sau đó lập tức thu nhiếp tinh thần, tiếp tục thúc giục lực lượng tinh thần trong trường thiên bình tuôn tới huyền khiếu mới. Hơn nữa hắn đồng thời gia tăng trùng kích huyền khiếu từ 5 lên 6 cái. Đồng thời trùng kích 5 cái huyền khiếu, đối với Hàn Lập đã cố hết sức, giờ gia tăng đến 6 cái không biết có xảy ra vấn đề hay không. Bất quá bây giờ mũi tên đã lên dây, không bắn không được. Nếu lực lượng tinh thần trong trường thiên bình vẫn như trước bành trướng tuôn ra, không biết là có cần phải gia tăng số lượng trùng kích huyền khiếu hay không? Hắn hít một hơi thật sâu, các nơi huyền khiếu bên ngoài thân hiện ra tinh quang sáng ngời, nửa thân thể tinh hóa cũng tán phát ra trận trận vầng sáng tinh quang, bao phủ thân thể hắn vào trong đó. Thời gian rằng giặc, trong nháy mắt lại qua thêm 5 năm. Toàn thân hàn lập bị hào quang tinh thần bao phủ sáng ngời vô cùng, hình thành một tinh quang viên cầu, nhìn không rõ tình huống cụ thể bên trong. Vào thời khắc này, tinh quang trói mắt quanh người hắn chợt chấp động kịch liệt, sau đó mạnh mẽ bạo liệt phiêu tán ra. Vô số tiếng rồng ngâm bộc phát ra, không khí trong phòng kích động, tựa hồ có vòi rồng lôi điện tàn sát bừa bãi, cả gian phòng đều run lên nhè nhẹ. Bên trong tinh quang đầy trời, Hàn Lập chậm rãi đứng lên, thân thể đã triệt để khôi phục nguyên dạng. Bất quá giờ phút này bên ngoài thân hắn lập lòe điểm điểm tinh quang, đúng là huyền khiếu mở ra khắp nơi, thình lình đạt đến 237 chỗ hắn bỏ ra trọn vẹn thời gian 5 năm, cuối cùng tiêu hao hết lực lượng tinh thần trong trường thiên bình, đã thông 165 chỗ huyền khiếu, tu luyện xong tầng thứ nhất thiên sát chấn mục công. Sắc mặt hàn lập vui mừng đánh giá rậm rạp chẳng chịt huyền khiếu tỏa ra hào quang trên thân, lần này tuy rằng nguy hiểm, nhưng cuối cùng thu hoạch lại cực lớn, không uổng công chính mình mấy năm qua kiên trì vất vả. Hắn thở dài một hơi, tản đi tinh quang trên thân, vô tận mỏi mệt sông lên đầu. Mấy năm qua, hắn không ngủ không nghỉ, toàn lực chăm chú tu luyện thiên sát chấn ngục công, thật sự chịu đựng quá nhiều mệt nhọc, thân thể đã sớm đến cực hạn. Nghĩ tới đây, hắn nằm vật xuống giường, lập tức ngáy o, o. chương 892, Hội Võ Năm Thành, Hàn Lập ngủ một giấc không biết đã trải qua bao lâu. Ngay khi hắn tỉnh lại, liền cảm thấy cơn mệt nhọc như được xóa tan hết, cả người tràn đầy sức mạnh, trong đầu càng truyền ra một cỗ hiếu chiến cuồng nhiệt, hận không thể tìm một người nào đó để đại chiến ba ngày ba đêm. Thế nhưng cái suy nghĩ lỗ mãng bực này, hiển nhiên liền bị hắn dùng lý trí kiềm chế lại. Chỉ là cố hiếu chiến cuồng nhiệt trong đầu hắn thật sự rất mạnh, hắn vất vả lắm mới dần nó xuống được. Xem ra tinh lực quá dư thừa, cũng không phải là chuyện tốt gì. Hàn lập tự giễu bản thân mình một tiếng, rồi khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận cảm ứng tình hình trong cơ thể. Cả người hắn chấp động tinh quang trên 237 chỗ huyền khiếu, từng luồng từng luồng sức mạnh to lớn từ người hắn bành trướng tỏa ra cỗ sức mạnh này nếu không tỏa ra sẽ làm hắn không thoải mái được, hơn nữa kèm theo nó là cố ý niệm chiến đấu kia cũng lần nữa nổi lên. Trước kia ta đâu có hiếu chiến như vậy, chẳng lẽ là do tu luyện thiên sát chấn ngục công hay sao? Hàn lập nhíu mày, lần nữa kìm chế cô hiếu chiến trong lòng lại, tay trái hắn dựng thẳng thành đao, chợt lăng không chém một cái về phía trước. Ô, 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 n, g. Bàn tay hắn xẹt qua hư không liền hiện ra đạo đạo bóng ảnh rung động, phát ra tiếng gào thét làm cho người ta kinh ngạc ánh mắt hắn sáng lên, lúc trước hắn toàn lực ra tay, cũng chưa chắc gì có thể dung chuyển được hư không trong bí cảnh này, vậy mà bây giờ hắn chỉ cần phất tay là có thể làm được. Trong khi hư không đang rung động, thì trên bàn tay của hắn bắn ra một cỗ trưởng phong không gì sánh được, đâm vào trên vách tường. Vách tường chắc chắn như miếng đậu hũ, dễ dàng bị đâm ra một cái động lớn. Trong lòng hàn lập giật mình, vội dừng tay lại, khiến cho cỗ trưởng phong sắc bén kia cũng biến mất theo. Chợt trên mặt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên và vui mừng, vừa rồi hắn mới chỉ vận dụng ba bốn thành công lực liền có uy lực như vậy rồi xem ra uy lực của bộ thiên sát trấn mục công này còn hơn xa những gì hắn dự đoán lúc trước chuyện này đối với hắn hiển nhiên là việc không thể tốt hơn hàn lập đang định thử lại lần nữa thì ngay lúc đó một chàng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến ánh mắt của hắn chấp lên đứng dậy mở cửa phòng chính là thần dương đang đứng ở bên ngoài lệ đạo hiếu hai ngày trước ta nghe nói trong phòng ngươi có phát ra tiếng động quả nhiên là ngươi đã xuất quan Thời gian bế quan lần này của Lệ Đạo Hữu đúng là hơi dài a. À. Thần Dương nhìn thấy Hàn Lập, vẻ mặt vui mừng, lập tức có chút oán trách nói ra. Hóa ra là thần đạo hữu, à không, phải gọi là thần thành chủ mới đúng, mời vào. Hàn Lập từ tốn nói, rồi mời Thần Dương vào bên trong. Lệ Đạo Hữu không cần phải khách khí, cứ gọi ta là Thần Dương là được. Lệ Đạo Hữu bế quan 5 năm, xem ra thực lực cũng tiến triển nhanh a. À. Thần Dương quan sát Hàn Lập một chút, ánh mắt chấp động nói ra. Thần đạo hữu quá khen, chúc thực lực ấy của lệ mỗ, làm sao có thế so sánh với tiến triển của thần đạo hữu được chứ? Hàn lập cười kha kha, thần dương cũng nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười của gã lúc này có hơi cứng nhắc. Giờ phút này, hàn lập mang đến cho gã một cái cảm giác có chút khác biệt, giống như được phủ lên một tầng sương mù, hoàn toàn không nhìn thấy sâu cạn. Vốn chuyện này sao lại xảy ra, mới 5 năm trước, Hàn Lập cũng chỉ là một tiểu nhân vật đả thông được hơn 70 huyền khiếu, tuy là có chút thực lực, nhưng bản thân mình còn không để hắn trong lòng, chẳng lẽ Hàn Lập cũng đang ẩn giấu thực lực sao? Hôm nay thần đạo hữu đến đây, là có chuyện gì à? Chẳng lẽ là có manh mối đến hắc kiếp trùng? Hàn Lập chuyển chủ đề, hỏi gã, thật sự rất là có lỗi, mấy năm nay ta đã lật tung những nơi mà Đỗ Thanh Dương có thể giấu đổ được, đáng tiếc vẫn không có thu hoạch gì, xem ra hy vọng tìm được phương pháp giải trừ hắc kiếp trùng đã xa vời, cũng chỉ có thể xin lệ đạo hữu đổi lại một yêu cầu khác vậy. Vẻ mặt thần Dương gượng cười. Việc này hãy nói sau, trước hết thần đạo hữu hãy nói mục đích đến chỗ của ta ngày hôm nay là gì đã, hẳn là không phải về chuyện hắc kiếp trùng chứ. Tuy là Hàn Lập sớm đã đoán trước, nhưng nghe gã nói vậy, sắc mặt cũng vẫn trầm xuống, nói ra. Quả thật là không phải chuyện này, ngày hội võ năm thành đã sắp tới gần, ta muốn thương lượng với lệ đạo hữu ngươi về việc này. Đuôi lông mày thần dương trao lên, lập tức cười nói. Hội võ năm thành, Hàn Lập khẽ giật mình, ngoại trừ chủ thành huyền thành ra, thì có bốn tòa thành chỉ phụ thuộc, theo thứ tự là Thanh Dương Thành mà hắn đang ở bây giờ, rồi đến Thông Dư Thành, Huyền Chỉ Thành cùng Bạch Nham Thành. Chỉ là hội võ năm thành này, hắn chưa từng nghe nói qua bao giờ. Thời gian lệ đạo hiếu đi vào Thanh Dương Thành không dài, có chỗ người không biết, khoảng cách ngũ đại thành trì của Huyền Thành chúng ta tương đối xa, tin tức trao đổi với nhau cũng cực kỳ khó khăn, vì muốn tăng cường liên hệ mấy thành trì với nhau, nên cứ cách ngàn năm thì ánh quái thành chủ liền cử hành một cuộc hội võ trọng đại diễn ra tại chủ thành mỗi năm tòa thành phái ra một vài đấu sĩ tinh anh để luận võ tranh giành thắng lợi thần dương vừa cười vừa nói thì ra trong huyền thành còn có sự việc quan trọng như vậy thế nhưng thần đạo hữu nói chuyện này cho lệ mỗ nghe là có ý gì trong miệng hàn lập liền đặt ra câu hỏi trong đầu hiện ra lời mà giải đạo nhân nói lần trước hẳn chính là hội võ năm thành này hội võ năm thành chính là việc quan trọng hiếm có của huyền thành chúng ta không biết lệ đạo hữu có hứng thú đến đó xem không thần dương hỏi thật sự thần đạo hữu mang ta tới huyền thành chỉ để thưởng thức đại hội hay sao người có lời gì nói cứ thống khoái mà nói ra đi hàn lập hừ nhẹ một tiếng nói ra quả nhiên lệ đạo hữu là người ăn ngay nói thật nếu đã như vậy thì ta cũng liền nói thẳng hôm nay ta đến đây là muốn mời lệ đạo hữu gia nhập thanh dương thành ta tham gia hội võ lần này thần dương cười khà khà cũng không tức giận sau đó thần sắc của gã nghiêm lại một chút rồi nói không biết quy tắc của hội võ nam thành như thế nào hàn lập nghe vậy cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc mà hơi trầm ngâm rồi nói ra mặc dù quy tắc các kỳ đại hội luận võ hoàn toàn không giống nhau nhưng tổng thể mà nói cũng chỉ là hai bên quyết đấu bên thắng tấn cấp nếu có thể trụ lại đến cuối cùng đứng hàng thứ tự thì không chỉ có thể dương oai ở huyền thành mà còn có thể có thêm phần thưởng giá trị mỗi lần hội võ đều được ánh quái thành chủ ban thưởng cực kỳ phong phú Thần Dương thấy Hàn Lập không có lên tiếng từ chối, ngược lại hỏi tới, trong mắt chợt lóe lên vẻ vui mừng, giải thích cặn kẽ. Tình hình các kỳ đại hội luận võ, chiến đấu như thế nào? Liệu có nguy hiểm đến tính mạng không? Ánh mắt Hàn Lập chấp động một chút, rồi hỏi lần nữa. Nguy hiểm tự nhiên sẽ có một chút, thế nhưng trong các kỳ đại hội luận võ, có rất ít người bị mất mạng, nếu trong hội võ mà đánh không lại, liền có thể tự động nhận thua. Các thành với nhau cũng không có thủ oán gì cả, có rất ít người cố ý dồn đối phương vào chỗ chết dù sao địch nhân chân chính của huyền thành chúng ta cũng chỉ có khôi thành cùng lân thú mà thôi thần dương tiếp tục giải thích khôi thành hàn lập lẩm bẩm một tiếng mấy năm này hắn bị nhốt trong huyền đấu trường cơ bản không có tiếp xúc với bên ngoài mơ hồ hắn đã quên đi cái tên này thế nhưng cứ ngàn năm tổ chức một lần thịnh hội hẳn không phải là đơn thuần muốn tăng cường trao đổi các thành với nhau a à? hàn lập im lặng nửa ngày rồi lại mở miệng hỏi Việc này là chuyện hiển nhiên, cử hành năm thành hội võ, thật ra tăng cường liên lạc với các thành là chuyện thứ yếu. Cái quan trọng nhất chính là dựa theo kết quả của hội võ, lộ rõ ra thực lực các thành, rồi phân phối một ít tài nguyên tu luyện. Nụ cười thần dương trên mặt hơi cứng lại, lập tức nói ra. Hàn lập mỉm cười, chẳng qua hắn nhìn thần dương, cũng không nói gì. Lệ đạo hiếu, chúng ta cứ nói trắng ra đi, thần mỗ mới bước lên trước thành chủ này, vô luận như thế nào hội võ năm thành lần này cũng phải có thu hoạch, thực lực lệ đạo hữu cao cường, không biết có thể ra tay tương trợ giúp tại hạ được không? Chỉ cần ngươi chịu tham gia thi đấu, ban thưởng mà ngươi thắng trên đại hội, ta sẽ không lấy chút nào, ngoài ra còn có hậu tạ nữa. Thần Dương thấy vẻ mặt của Hàn Lập như vậy, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nói ra. a à, thần đạo hữu định tạ lễ cho lệ mỗ cái gì? Hàn Lập khẽ cười một tiếng, trực tiếp hỏi. Hắn nói trực tiếp như vậy, ngược lại làm cho thần Dương ngơ ngác một hồi, gã liền lật tay lấy ra một cái hộp ngọc màu trắng, đưa tới. Hàn lập tiếp nhận hộp ngọc, mở ra một cái khe rồi nhìn vào bên trong, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nếu thần đạo hiểu đã thành tâm mời ta như vậy, nếu mà lệ mỗ không đáp ứng, thì quá mức bất cận nhân tình rồi. Hàn lập bộc một tiếng, khép nắp hộp lại, cười ha hả nói. Hiện giờ, ngày đến hội võ Nam Thành đã không còn nhiều, hơn nữa khoảng cách Thanh Dương Thành đến Huyền Thành lại tương đối xa, chúng ta dự định sẽ xuất phát sau nửa năm nữa, Lệ đạo hữu muốn chuẩn bị cái gì, thì nhanh chóng làm tốt đi, nếu cần thần mỗ giúp đỡ cứ mở miệng nói ta. Trong lòng thần dương âm thầm phỉ báng, vì vậy trên mặt gã lại lộ ra nụ cười vui mừng. Hàn lập gật đầu nhẹ, cũng không nói gì nữa. Thần dương cũng không có ở đây thêm lâu nữa, mà rất nhanh cáo từ rời đi. Hàn lập tiến gã ra bên ngoài, rất nhanh quay trở lại, lần nữa khoanh chân ngồi xuống, ngắm nghĩa hộp ngọc trong tay, chợt mở nó ra, từ đó phát ra một tiếng cạch. Chỉ thấy trong hộp là một viên thú hạch màu trắng, tỏa ra ánh sáng tinh quang chói mắt, không ngờ cũng là một viên thiên cấp thú hạch. Tuy nhiên viên thú hạch này so với viên mà hắn chọn ở trong bí khố, còn kém hơn không ít, nhưng nó tuyệt đối chính là viên thiên cấp thú hạch không thể nghi ngờ gì. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, khép hộp ngọc lại thu vào, rồi nhắm mắt lại. Bây giờ chỉ có thời gian nửa năm, chút ấy thời gian mà dùng để tu luyện cũng không có được gì, chỉ bằng chuẩn bị thứ khác thì hơn. Dù sao trong thời gian ngắn như vậy, mà đột phá rất nhiều huyền khiếu, Thật sự nghe quá mức kinh người, nếu không phải là chuyện cần thiết thì hắn cũng không muốn cho ngoại nhân biết quá sớm, cho nên hắn cần phải che giấu cho thỏa đáng mới được. Thời gian 6 tháng trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến ngày xuất phát. Hàn Lập thay đổi một bộ trang phục bình thường, rời khỏi Huyền đấu trường. Chắc là Thần Dương đã sớm nói qua, vì vậy trên đường hắn đi cũng không bị bất luận kẻ nào tra hỏi, rất nhanh đến phủ thành chủ, rồi được người dẫn vào một chỗ đại điện, chính là tòa chủ điện lúc trước. Ngay lúc này trong điện đã có không ít người, trong đám người ở đây mơ hồ hắn đều nhận ra. Cốt Thiên Tầm, Độc Long, Đồ Cương, Tôn Băng Hà những huyền đấu sĩ đứng đầu một khu đều có mặt ở đây, ngoại trừ bọn hắn ra, còn có mấy người mà Thần Dương đã thu phục hôm đó, bọn người Hùng Bi, Hiên Viên Hành, tổng cộng 17-18 người. Trên mặt phần lớn mọi người ở đây đều có chút hưng phấn, nhất là đám người huyền đấu sĩ đứng đầu. Các bên túm ba tụm năm thảo luận về hội võ năm thành. Ngay khi vừa thấy Hàn Lập bước vào, đại đa số người trong điện đều theo đó mà nhìn thoáng qua, rồi liền rời ánh mắt đi, tiếp tục nói chuyện. Mặc dù lúc trước trong huyền đấu trường Hàn Lập có danh khí không nhỏ, nhưng nếu mà so với đám huyền đấu sĩ đứng đầu một khu này, thì thực lực của hắn cũng coi như không tệ mà thôi, cũng không coi vào đâu cả. Còn về chuyện cùng cốt thiên tầm, thần dương liên thủ giết chết Đỗ Thanh Dương, cũng không có chuyển ra bên ngoài, cho nên ngoài cốt thiên tầm ra, thì mọi người ở đây đều không ai biết cả. Hàn Lập cũng không thèm để ý chuyện này, hắn liền tìm một chỗ hẻo lánh yên tĩnh trong biệt, rồi ngồi xuống. Lúc này cốt thiên tầm cùng độc long, đồ cương còn có một gã thanh niên tóc vàng đang ngồi cùng một chỗ, dường như đang chuyện trò cái gì đó, nữ tử mặc áo báo tím tên là Diêu Ly kia cũng ngồi ở một bên. Nhìn thấy Hàn Lập tiến đến, hai mắt cốt thiên tầm hơi sáng lên, liền cáo từ với mấy người đang ngồi bên cạnh một tiếng, rồi đứng dậy đi về phía Hàn Lập. Đôi mi xinh đẹp của Diêu Ly hơi nhíu, vì vậy nàng cũng vẫn đứng dậy đuổi theo. Gia hỏa này là ai vậy? Thanh niên tóc vàng nhìn thoáng qua Hàn Lập, trong mắt chấp lên Hàn Quang, hỏi. Dung mạo người này anh Tuấn, khí độ bất phàm, độc long cùng đồ cương ngồi cùng với gã, đều ẩn ẩn như lấy gã cầm đầu vậy. chương 893, đi đến Huyền Thành. Ha ha, dịch huynh lấy được giấy phép đặc biệt, những năm này một mực bế quan, vì vậy không biết người nào cũng bình thường. Hắn tên là Lệ Phi Vũ, là huyền đấu sĩ mới đưa tới những năm gần đây, mặc dù chỉ mở ra hơn người huyền khiếu, nhưng thực lực coi như không tệ, đã từng đánh bại độc long đạo hiếu, lại thêm thân là nhân tộc, cho nên có chút danh khí, bất quá từ 5 năm trước tựa hồ cũng đã lấy được giấy phép đặc biệt, một mực bế quan không ra. Đồ cương liếc độc long bên cạnh, cười nói, hư, năm đó tình huống đặc thù, ta nhất thời chủ quan mà thôi. Chuyện quá khứ, còn nhắc lại làm gì? Độc long hừ một tiếng, trừng mắt với đồ cương, nhân tộc, như thế đúng là sự tình mới lạ, chẳng lẽ cũng định đi huyền thành tham gia hội võ? Thanh niên tóc vàng nghe thế, trong mắt ngớt qua một tia khinh miệt. Có lẽ vậy, nếu không vì sao phải bế quan nhiều năm như vậy. Đồ cương cười hắc hắc một tiếng, nói. Hàn lập vừa ngồi xuống, lập tức có thị nữ đưa lên một chung trà. Hắn nâng chung trà lên, nhấp một ngụm nước trà. Lệ đạo hiếu, đã lâu không gặp. Một thanh âm vang lên, đúng là cốt thiên tầm đi tới, mỉm cười bắt chuyện với hắn. Diêu ly đi theo bên cạnh, vẫn lãnh đạm với hàn lập giống lúc trước, hai mắt nhìn lên trời, một bộ dạng xa cách. Cốt đạo hiếu, đã lâu không gặp, Hàn Lập không để ý đến Diêu Ly kia, gật đầu nhẹ với Cốt Thiên Tầm. Ta đoán được, lấy thực lực lệ đạo hiếu, thần dương đạo hiếu nhất định sẽ mời đi theo. Mấy năm này nghe nói lệ đạo hiếu một mực bế quan tu luyện, thực lực tựa hồ lại tiến triển nhanh. Cốt Thiên Tầm nhìn trên dưới đánh giá Hàn Lập vài lần, trong đôi mắt đẹp dịu dàng chớp lên hào quang, cười nói. Cốt đạo hiếu khen chật rồi, muốn nói thực lực tinh tiến, chỉ sợ ngươi mới thực tiến triển nhanh, thật sự là rất đáng mừng hàn lập nhìn cốt thiên tầm khóe miệng nhếch lên vẻ tươi cười của cốt thiên tầm hơi cứng lại năm đó nàng lấy được hai kiện bảo vật trong bí khố đột phá bình cảnh tu vi thực lực xác thực tiến nhanh không ít việc này nàng giữ kín không nói ra chưa từng thảo luận với bất kỳ kẻ nào hơn nữa chỉ cần mình không biểu hiện ra tu vi thân thể từ bên ngoài nhìn vào rất khó phát hiện ra vậy mà hàn lập chỉ liếc mắt qua đã khám phá ra thực lực của nàng cốt thiên tầm có chỗ không biết hàn lập mấy năm này thân thể tu vi đột nhiên tăng mạnh cảm ứng tự nhiên càng thêm linh mẫn lại thêm với thần thức của hắn vô cùng cường đại mới liếc mắt liền khám phá ra thực lực chân thật của cốt thiên tầm không thể tưởng được lệ đạo hiếu không chỉ thực lực cường đại ánh mắt cũng nhạy bén như thế bội phục thần tình cốt thiên tầm lập tức khôi phục bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh hàn lập nơi xa thanh niên tóc vàng thấy cảnh này sắc mặt cũng trầm xuống tốt rồi cốt đạo hiếu ta và ngươi cũng không nên tâm bốc lẫn nhau cốt đạo hiếu ở tại thanh dương lâu hơn nhiều so với lệ mỗ Chắc là càng thêm hiểu rõ hội võ năm thành, không biết có thể giải thích cho ta một chút hay không?" Hàn Lập vừa cười vừa nói, Cốt Thiên tầm hé miệng cười cười, đang muốn mở miệng. "Hặc hặc, để cho chư vị đợi lâu, thật sự là có lỗi quá." Một hồi tiếng cười to cởi mở truyền đến, Thần Dương mặc quần áo và trang sức thành chủ, từ chỗ sâu bên cửa hung đại điện đi đến vị trí chủ tọa, ngồi xuống. Giải đạo nhân vẫn giống như trước kia, yên lặng đi theo sau lưng gã. Hàn Lập quét mắt về phía Giải đạo nhân bất quá giải đạo nhân lại đứng rủ con mắt xuống cũng không để ý tới hắn hàn lập thấy cảnh này lông mày trao nhẹ lại rồi lại giãn ra tham kiến thành chủ mọi người trong điện đều đứng dậy thi lễ một cái hàn lập và cốt thiên tầm cũng ngừng nói chuyện đứng dậy hành lễ chư vị đều là cánh tay đắc lực của thanh dương thành ta không cần khách khí như thế đều ngồi xuống đi hai tay thần dương lăng không ấn xuống vừa cười vừa nói mọi người nghe vậy ngồi xuống không người nào nói chuyện tiếp trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngày hôm nay triệu tập chư vị tới đây, chắc hẳn chư vị cũng đã biết mục đích, chính là vì chuyện hội võ năm thành. Ngày hội võ đã tới gần, trên đường đi cũng tốn không ít thời gian, chúng ta lát nữa sẽ xuất phát, chỉ là trước khi lên đường có một số việc cần nói rõ cùng chư vị một chút. Thần Dương cất giọng nói, xin hỏi thành chủ, chẳng lẽ hội võ có biến cố gì? Thanh niên tóc vàng mở miệng hỏi, vị đạo hữu kia là, hàn lập lướt nhìn thanh niên tóc vàng, nhẹ giọng hỏi hắn chính là dịch lập nhai những năm này một mực bế quan tu luyện vì vậy lệ đạo hữu ngươi không nhận ra cốt thiên tầm nhẹ giọng đáp hàn lập nghe vậy ánh mắt bỗng nhúc nhích cái tên dịch lập nhai này hắn đã nghe tiếng từ lâu người này là huyền đấu sĩ mạnh nhất ở khu thứ hai thực lực mạnh đã được mọi người chứng thực có thể xem là cao thủ thứ hai ở huyền đấu trường đứng ngay dưới cốt thiên tầm biến cố thì không có chỉ là ta nhận được tin tức ách quái thành chủ phi thường coi trọng lần hội võ này nên ban thưởng rất cao trước giờ chưa từng có ba thành khác đều cực kỳ coi trọng phái đi đội hình cường đại nhất tham gia thần dương khẽ cười nói nghe nói thế mọi người tại đây lập tức đều động dung trong lòng hàn lập khẽ động ách quái thành chủ ban trọng thưởng như thế chẳng lẽ trận hội võ này có nội tình gì khác thanh dương thành ta thân là một trong tứ đại thành phụ thuộc lần này hội võ tuyệt đối không thể rớt lại phía sau chư vị cần phải cố gắng tranh tài không được ném đi thể diện bổn thành ngữ khí thần dương trịnh trọng nói Thành chủ yên tâm, chúng ta tuyệt không ném đi thể diện Thanh Dương Thành. Đúng vậy, lúc này nhất định phải làm cho ba thành khác, còn có người xem ở thành chủ huyền thành thấy sự lợi hại của chúng ta. Trong điện mọi người huyên náo một hồi, nhao nhao la lớn lên. Tốt, có chư vị nói thế, ta cũng yên lòng, việc này không nên chậm trễ, vậy liền lên đường thôi. Trên mặt thần dương lộ ra vẻ tươi cười, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài điện. Trong điện mọi người đều đuổi theo, một đoàn người rất nhanh đã ra ngoài thanh dương thành. Ngày hôm nay thời tiết có chút trong sáng, mặt đất vẫn bão cát như trước, dõi mắt nhìn ra, xa xa một mảnh bão cát mênh mông mờ nhạt, cuồng vũ cuốn lên trời. Hơn 10 đầu dị thú lân giáp đóng ở chỗ này, thân thể đều dị thường khổng lồ, có chút thần mã, trên thân lân thú đều cột vào một tấm yên lớn để cho người cưỡi. Thần Dương đi trước leo lên lưng một đầu ô lân tượng đứng ở đầu tiên, giải đạo nhân cũng nhảy lên theo. Những người khác tự mình tìm kiếm lân thú cưỡi, số lượng lân thú rất nhiều, một ít người quen lại ngồi chung một thú, vì vậy cũng không có chen chúc hàn lập nhìn về phía một đầu lân thú hình mã chưa có người cưỡi đang muốn leo lên lệ đạo hiếu nếu không chê không ngại ngồi chung một chỗ với thần mỗ như thế nào thần dương chợt nhìn lại vừa cười vừa nói ánh mắt hàn lập bỗng nhúc nhích liếc nhìn giải đạo nhân bên cạnh mặt giãn ra cười nói có thể ngồi chung một chỗ với thành chủ chính là vinh hạnh của tại hạ vừa nói xong dưới chân hắn điểm xuống mặt đất một cái tung bay lên cốt đạo hữu không bằng ngồi chung một chỗ với ta như thế nào đường xá cô đơn lạnh lẽo nhân số nhiều thì càng dễ dàng nói chuyện giải buồn thần dương lại nhìn về phía cốt thiên tầm mời nói cung kính không bằng tuân mệnh cốt thiên tầm tự nhiên cười nói cũng leo lên yên thú thần dương vung tay lên ô lân cự tưởng cất bước đi thẳng về phía trước cách đó không xa trên mặt đất dịch lập nhai thấy cảnh này sắc mặt có chút khó coi gã hử lạnh một tiếng quay người leo lên một đầu lộc lân thú lớn một đoàn người rất nhanh xuất phát, tốc độ những lần thú kia đều cực nhanh, rất nhanh biến mất ở cuối chân trời xa xa. Thời gian nhoáng một cái lại qua hơn 2 năm, cuối một mảnh bình nguyên bụi đất tung bay, xuất hiện một dãy sơn mạch liên miên thế núi cao ngất, tựa như người khổng lồ vắt ngang trời đất. Cách sơn mạch hơn trăm dặm bên ngoài, một đội ngũ với hơn 10 đầu dị thú lân giáp tạo thành, đang chậm rãi đi về phía trước. Trên lưng ô lân tượng dẫn đầu đang có ba người khoanh chân ngồi, đúng là thần dương, hàn lập cùng cốt thiên tầm. Lúc này, Hàn Lập đang híp hai mắt, nhìn xuyên thấu qua bình nguyên bụi mù nổi lên bốn phía, nhìn đến phiến sơn mạch phía trước, nhưng thấy dưới bóng dãy núi là một mảnh hình dáng mơ hồ, tựa hồ là một tòa thành trì chiếm diện tích không nhỏ. "Thần thành chủ, thành trì ở dưới sơn mạch phía trước có phải là huyền thành không?" Hàn Lập thu hồi ánh mắt, mở miệng hỏi. "Không sai, phiến sơn mạch kia tên là Trọng Huyền Sơn mạch, huyền thành chính là dựa vào thế núi, xây dựng nó dưới núi, như vậy có thể chống được nạn bão cát quấy nhiễu, lại có thể kết hợp thế núi tăng cường phòng ngự. Thanh Dương Thành chúng ta xây dựng cũng không sai biệt lắm, đáng tiếc quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Thần Dương gật đầu nhẹ, cười nói, đã có Thần Dương Thành chủ dẫn đầu, ta nghĩ tương lai Thanh Dương Thành sẽ cải biến rất nhiều, vượt qua huyền thành thì không dám nói. Nhưng biến thành thành chỉ đứng đầu trong bốn thành phụ thuộc cũng là việc đáng chờ mong. Cốt thiên tầm vừa cười vừa nói. Hạc hạc, vậy nhờ cắt ngôn của đạo hữu rồi. Thần dương cười vang nói. Ba người một đường nói chuyện phiếm, rất nhanh đã đến dưới thành so với lúc trước nhìn thấy hình dáng mơ hồ từ xa, hùng thành trăm trượng trước mắt càng thêm bao la hùng vĩ. Toàn thân tường thành dùng loại nham thạch màu đen trồng lên xây thành, cách mỗi khoảng lại khảm nạm từng khối tinh cốt lân thú cực lớn màu trắng, phía trên hiện ra màu óng ánh sáng bóng, thoạt nhìn hết sức kỳ lạ. Trong lòng Hàn Lập biết vật ấy cũng không phải dùng để làm vật trang trí, ở trên ẩn chứa lực lượng tinh thần, cùng loại với pháp trận bảo vệ thành, có thể tăng cường lực phòng ngự của tường thành, chỉ là phương thức này thì Thanh Dương thành cũng không thể làm được. Cổng thành có tổng cộng ba cái, cổng chính giữa cao vài chục trượng, hai bên thì thấp hơn một chút, phía trong ngoài cổng tò vò đều có binh sĩ mặc giáp, tay cầm binh khí chấn thủ. Ba cổng tò vò tuy đều mở rộng, nhưng cổng chính lại không có người ra vào, chỉ có hai bên cổng tò vò kia liên tiếp có người ra vào. Thần Dương mang theo đám người Hàn Lập đi thẳng tới cổng chính, sau đó lấy ra tín vật thành chủ Thanh Dương thành đưa cho giáp sĩ thủ thành, lập tức có một gã thanh niên mày rậm mặc áo đen chạy ra đón chào nguyên lai là thần thành chủ cùng chư vị khách quý thanh dương thành không tiếp đón từ xa rồi tại hạ đồng tùng chịu trách nhiệm tiếp dẫn chư vị tiến về phủ thành chủ thanh niên mày dậm tự giới thiệu mở miệng nói ra đồng đạo hữu khách khí không biết người ba thành kia đã đến chưa thần dương đáp lễ lại hỏi khách quý thông dư thành huyền chỉ thành cùng bạch nham thành đều đã đến chờ đón các ngươi đến phủ thành chủ thành chủ đại nhân đã muốn gặp mặt chư vị rồi đồng tùng trả lời cũng là chúng ta làm chậm thời gian, thực sự xấu hổ. Thần Dương mở miệng nói ra, thần thành chủ không cần như thế, chư vị đến vẫn đúng thời gian đến đấy, cũng không có chậm trễ. Đồng Tùng vội khoát khoát tay, nói ra, việc này không nên chậm trễ, vậy làm phiền đồng đạo hiếu, dẫn chúng ta đến phủ thành chủ rồi. Thần Dương gật đầu nói, Đồng Tùng đáp lại một tiếng, rồi phân phó cấp dưới đi trước một bước quay về phủ thành chủ báo tin, còn mình thì mang theo đoàn người Thanh Dương Thành đi qua cổng chính tiến nhập vào huyền thành chương 894, Tiểu Bạch Kiểm, nhìn ba người Hàn Lập, Cốt Thiên Tầm cùng Thần Dương đi ở đằng trước, một bộ dạng quen thuộc thân thiện, lông mày dịch lập nhai không khỏi nhíu lại. Đối với tân nhiệm thành chủ Thần Dương, gã không có ý so đo gì, đã đến tầm của gã, tự nhiên minh bạch lúc ấy bản thân đang bế quan, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, có thể thu thập hết bọn người Đỗ Thanh Dương, khẳng định không phải là người đơn giản. Về nàng Cốt Thiên Tầm này, gã cũng giống vậy không có gì là không phục. Dù sao thực lực đối phương xác thực cao hơn gã, qua mấy lần giao thủ, dù chưa phân sinh tử, nhưng gã đều thất bại. Duy chỉ có lệ phi vũ này, một tên nhân tộc chưa từng nghe tên, rõ ràng nhìn qua thực lực nhỏ yếu, nhưng trên đường đi thì thấy quan hệ cùng hai người kia không phải là nông cạn. Về việc này, gã đã hỏi thăm qua đồ cương cùng tôn băng hà, đáng tiếc nội tình trong đó, hai người này cũng không biết nửa điểm. Việc dịch lập nhai ngưng mắt nhìn, hàn lập hoàn toàn không biết. Vừa vào nội thành, hắn liền đưa mắt nhìn bốn phía, bắt đầu đánh giá chỉ thấy các căn nhà trong nội thành phân bố ngay ngắn trật tự, giống như tường thành là dùng một loại hắc thạch trồng lên xây thành, tuy phần lớn kiểu dáng thấp bé đơn giản, nhưng trong bí cảnh hoang phế tích lân không cảnh này, xem như thuộc dạng hiếm có rồi. Đường đi trong thành thập phần rộng rãi, cho dù lân thú cỡ lớn cũng có thể đi được, không bị ảnh hưởng chút nào, hai bên lại thấy một ít cửa hàng với chiều cao khác nhau, cũng không biết có phải mua bán xương cốt hay thú hạch lân thú hay không. Không biết có phải do trời sắp tối hay không, Người đi trên đường phố trong thành không quá nhiều, nhìn có chút hiên tĩnh, chỉ có xung quanh thành ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng thú kêu, nghe có chút bất ngờ.